Tôn Đức và đại chúng an toàn. Bữa nay tối thứ bảy, Phật tử hầu như là rảnh hơn những ngày thường một chút phải không? Nãy giờ Phật tử chờ thầy chắc cũng mệt rồi, thôi ngồi thiền 5 phút để lấy lại. Phật tử để hai tay ở trạng thái thiền, buông thả thân cho nhẹ nhàng. Quay trở lại tâm ý của mình vào trong thân của mình để tìm xem sự hiện hữu trong thân này đang có mặt. Ý thức và ông chủ của ngôi nhà này. Đại chúng tập quán chiếu ở đỉnh đầu của mình. Nơi đỉnh đầu của chúng ta có một vần hào quang mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi thành Phật, vần hào quang đó chiếu khắp mười phương từ trên đỉnh đầu. Phật tử quán chiếu ở nơi giữa chẳng mài, trong kinh Lăng Nghiêm gọi là lông trắng giữa chẳng mài. Chúng ta thường được nghe đó là con mắt thứ ba. Nơi này có một luồng ánh sáng lớn phóng ra chiếu khắp mười phương, nói chú Đại Đà La Ni, giúp cho chúng sinh thân và tâm được thanh tịnh, mọi cảnh vật xung quanh đều trở về với trạng thái thanh tịnh. Đại chúng quán chiếu hơi thở của mình khi hít vào. Hơi thở đi vào trong phổi và trùm khắp trong cơ thể. Giúp cho chúng ta có một cơ thể thông suốt, máu huyết được lưu thông. Khi hít vào an lành, thở ra nhẹ nhàng an lành, cơ thể cảm thấy sảng khoái. Nếu cơ thể cảm thấy sảng khoái thì phải hít sâu vào. Hít sâu vào. Mít một hơi đầy vào và nín lại, lắng nghe để cho máu trong cơ thể được bơm lên não. Nếu ta hít ít quá, phổi ta không đủ lượng không khí để cung cấp cho tim, tim không đủ đập mạnh để đưa máu lên não, mắt sẽ mờ, tai sẽ dễ điếc. Vậy thì người trẻ hít thở mạnh, người già hít thở yếu. Vậy thì quý vị hít vào, nín thở. Cái khả năng nín thở lâu hay mau, đó là khả năng làm cho tim hoạt động tốt hay không. Nếu tim hoạt động tốt, máu đập, tim đập mạnh, máu chảy lên, cả toàn thân nóng ran ra và mặt đỏ bừng lên vì đang nín thở. Sau đó thở ra. Thở ra cho bằng hết, đừng để một chút xíu khí nào trong cơ thể của mình. Hãy thở ra cho bằng hết và khả năng nín lại, đừng cho hít vào thật là mạnh. Đây là sức mạnh. Người nào phát huy sức mạnh đó sẽ cảm thấy rằng mình chịu đựng được bao lâu và khả năng chịu đựng lớn hay nhỏ. Và khi thấy
cơ thể không còn chịu nổi nữa. Thế thì hít vào. Nhưng mà khi thở ra mà nín thở thì máu trong cơ thể được vận hành. Vậy là máu trong cơ thể vận hành ở ba trạng thái: hít vào, thở ra và nín thở lúc hít vào đầy và lúc nín thở khi không có một chút xíu không khí nào bên trong. Thở cho bằng hết ra bên ngoài, phải gồng mình mà ép nó ra. Như vậy, trạng thái đó được xem như là làm cho khí huyết được thông. Và sau cái giai đoạn hít, nín thở, thở, nín, nín lại lắng nghe. Trong ba cái giai đoạn hít vào, nín thở, lắng nghe, thở ra, nín thở, lắng nghe. Vậy là nín là không hít vào, còn hít vào, nín là không lắng nghe, là không thở ra. Như vậy ta có hai cái mức độ ngưng, là hít vào ngưng, thở ra ngưng, làm cho ta lắng nghe cơ thể của ta có tiếng nói. Lúc này chúng ta mới hiểu là ai là người bắt hơi thở mình nín lại, ai là người không chịu nổi. Vậy thì người nào bắt thân đứng lại như vậy? Ý, ý là chủ của hành động. Vậy thì cái thân hành động, nghĩa là cái chân động địa, cái tai động địa, lỗ mũi động địa, cái miệng động địa, cái lưỡi động địa, con mắt động địa và khắp toàn thân động địa là do ý làm chủ. Hãy để ý trong thân để làm chủ tất cả các pháp đang vận hành. Rồi, đại chúng từ từ mở mắt, xoay người lắc đầu, xoay người dung dai, so tay với nhau và so vào mắt. 5 phút thiền đã xong. Chúng ta tạm một ngày thiền một miếng như vậy ha. Chứ còn quý vị về nhà mà quý vị cứ làm như thế, quý vị cứ thấy thiền mà nó buồn ngủ, đúng không? Thiền mà nó buồn ngủ, lý do nào buồn ngủ? Là lý do khí nó bị bích, nó không có thông, cho nên buồn ngủ có mặt. Quý vị đang buồn ngủ là khí quý vị bị ngưng trệ, cho nên máu không cung cấp được lên đầu, máu không cung cấp cho mắt được, cho nên nó làm cho con mắt buồn ngủ. Như vậy muốn đối trị với con phương pháp buồn ngủ, hít vào cho thật là sâu, nín thở, nín chừng nào mà nó không thở nữa là đúng pháp, nghĩa là chết. Được chưa? Nhưng mà theo quý vị nghĩ là quý vị nín thở cho nó chết luôn, làm được không? Ừ, sao vậy? Làm sao mà chết được mà nói. Vậy là bây giờ, bữa nay là ngày mấy? 17 tháng 10, 2015. Tối thứ bảy, hôm nay là thứ bảy luôn, mình để thứ bảy bên đây đi. Thứ bảy. Rồi bây giờ mình sẽ mượn một chữ để mổ xẻ giáo pháp của Như Lai, đó là chữ thông. Đó. Nãy giờ thì nói lý do nào mà phải hít vào, nín thở. Vì không nín thở nó không thông. Phải nín thở mới biết là nó thông hay không thông. Vậy là trong lúc mình nín thở, mình nghe không quý vị? Nghe không? Hồi nào giờ quý vị thở hào hển có nghe tim mình đập không? Không. Không, mắt thở đâu có nghe được tim mình đập. Nín thở nghe tim đập. Thử biết liền. Ngồi nín thở nghe tim nó đập. Bịch, bịch, bịch. Nín thở mới nghe.
mà nín thở chừng nào mà chịu không nổi nữa thì mới nghe tim nó đập mạnh hơn nữa. Mà mai mốt mà mình hít vào thật sâu, mình nín thở, mà lúc này không cần phải gồng gì hết á, mà nín thở một cách tự nhiên á, tim nó đập nghe rõ mồn một luôn vậy đó. Tin thử về 12 giờ đêm làm. Vậy là bây giờ chúng ta hát khúc dạo đầu của chữ thông này là phần, nếu phần mở của chữ thông là phần định nghĩa. Vậy thông là gì? Định nghĩa thông là gì? Rồi, quý vị trả lời giùm thầy, thông là gì? Sáng suốt. Thông là suôn sẻ. Thông là suôn sẻ. Thứ hai, thông là gì? Người từ. Không lẽ không biết ta? À, không vướng mắc. Thông là không vướng mắc. Không vướng. Rồi, thứ ba, trôi chảy. Thông là trôi chảy, còn nếu không là nó bít. Thứ tư, dạ, thông là gì? Không tắc nghẽn là không vướng. Không vướng cũng là không tắc nghẽn. À, không vướng có nghĩa là nó không nghẽn lại. Rồi, gì nữa? Thông là thấu suốt. Thông là gì nữa? Thông suốt, thấu suốt, thông suốt. Nó giống giống. Thấu suốt với thông suốt. Từ thì nó giống nhưng mà nghĩa có thể là những cái khác nó giống. Nhưng mà nó là thấu suốt là chính là thông suốt. Thông suốt chính là thấu suốt. Mà thông suốt cái gì, thấu suốt cái gì thì trong cái trường nghĩa của nó còn có chỗ khác nữa. Nhưng mà trong ý của chữ thông thì nó là giống. Trong ý của chữ thông thì nó lại giống, nhưng mà trong một ý khác thì nó lại khác. Nhưng mà trong chữ thông này nó còn ý nghĩa gì nữa? Hả? Thông đạt. Thông đạt. Thông là hiểu. Ừ, được. Chứ còn thông là đạt thì chưa. Chưa chắc thông là đạt. Cho nên nói thông đạt thì cái pháp danh của ông kia. Rồi, còn gì nữa không? Thông là gì nữa? Thông là gì nữa? Hả? Thông giống tự tại. À, thông là tự tại. Ừ. Rồi, thông là gì nữa? Thông là gì nữa? Thông là rành không? Thông là rành. Có nghĩa là nó rành hết mọi chuyện. Ở đường xá ở đây nó thông dữ lắm. Là có nghĩa là đường nào cũng rành hết trơn. Ừ. Hả? Hiểu là nó người này hành tung như thế nào, anh có thể hiểu. Cái chữ hiểu và chữ rành, cái chữ rành này chỉ cho vật chất, đường xá. Còn chữ hiểu này nó cho về tâm lý. Đúng ra là mình phải rành là ba. Chữ thông này nói về vật chất là nó bao nhiêu loại thông. Nói về ngôn ngữ nó bao nhiêu loại thông. Rồi nói về tâm lý nó bao nhiêu loại thông. Nhưng mà tạm thời là thầy đưa ra như thế này, rằng lát thầy mới có chỗ thầy nói với chứ. Ta cũng phải biết cách để ta có chỗ ta nói chứ. Thấy không? Vậy thì thôi tôi nói luôn. Anh bởi vì anh thông minh quá. Vậy ha. Rồi, bây giờ thì mình chia ra làm ba. Yeah. Chữ thông này ở cái khía cạnh là mình chia làm ba cột. Rồi, cái cột thứ nhất á, là chữ thông mà nói về vật chất á. Ừ. Cái chữ thông này mà đứng về cái khía cạnh vật lý hay vật chất gì đó, thì nghĩa thứ nhất của nó có nghĩa là nước mà nó thông á, thì gọi là cái gì? Không có bích, không có cái gì ngăn hết. Nó không bị ngăn, nó không bị vướng,
thì nó trôi chảy. Cái chữ thông nó được gọi là chữ trôi chảy. Đây là ý trôi chảy. Chữ trôi chảy này nó có nghĩa là nó không vướng. Nó không vướng luôn. Có nghĩa là không có cái vật gì vướng thì nó là nó trôi chảy à. Mọi thứ nó đều tốt đẹp. Cái thông này nó có thể là rành. À, rành đường. Chữ chữ thông về vật lý cũng là giao thông là cái gì? Ngay cái chỗ khó mà không bị nghẽn. Cái lưu thông á có nghĩa là nó cái theo vật lý chữ thông á là nó phải có luật. Nếu không có luật là nó bị nghẽn. Cho nên mình phải cần tới giao thông chứ. Cái này gọi là luật giao thông. Anh ra anh không hiểu luật giao thông anh chạy nghẽn không? Nghẽn liền. Nghĩa là cái thông đó phải có luật. Rồi, cái thứ tư, thông về vật chất là cái gì? Là chọt nó. Có phải không? Cái gì nó bít mình chọt cho nó thông đúng không? Thông cần phải chọt không? Bây giờ nó cho nó dễ hiểu ha. Cái chỗ ấy nó nghẹt. Có phải là mình gọi điện thoại cho người ta đến người ta thông không? À. Thông là hút. Phải không? Hút là rút. Rút cái chỗ nghẹt. Phải không nè? Nhớ rồi nha, cái này là chúng ta phải biết để chúng ta tu á, chứ không phải giỡn nữa à. Có những cái chỗ nghẹt mà chúng ta không có chịu thông. Mà không thông sao tu chứng được chứ? À, có nhiều người là thì phải hiểu chứ không hiểu là không có được đâu. Rồi bây giờ nói về ngôn ngữ. À, cái này là vật chất, bây giờ mình nói về ngôn ngữ. Ngôn ngữ muốn thông thì sao? À, ngôn ngữ muốn thông cũng phải hiểu biết. Hiểu nó mới thông được, còn không hiểu là nó không có thông được. Nhưng mà hiểu cái này là nói về nó còn ăn luôn cái bên kia, cũng y như cái bên đây nè. Cái bên đây mà cũng được quyền cho nó hiểu, nhưng mà cái chữ hiểu này nó dành cho phần tâm, cái phần ngôn ngữ, còn cái phần ý nè, cái phần vật lý này cũng xem như là cái phần thân nè. Còn cái phần ngôn ngữ này được xem như là cái phần miệng nè. Vậy thì miệng mà thông thì Phan khỏi cần hiểu đi. Phan đừng nói chữ hiểu. Nó là cái gì? Hiểu để dành cho bên này. Vậy thì muốn cho cái miệng, cái ngôn ngữ trao đổi được thông thì có phải là phải rành cái ngôn ngữ lẫn nhau không? Người này biết ngôn ngữ người kia nó mới không bị trắc trở chứ. Đồng ngôn ngữ. Muốn thông là phải đồng ngôn ngữ. Rồi đồng ngôn ngữ để trên N đi. Cái gì nữa? Thì cái thứ hai là muốn thông để cho đừng có gây lộn với nhau thì sao? Cảm. Vậy cảm nó đi qua bên ý à. Vậy thì muốn thông cái này là phải nhường rồi đúng không? Mà cái chữ hòa cũng là đúng rồi đó. Hòa. Ừ, biết luôn. Đúng ra là nó nằm bên kia nhưng mà thôi kệ cho nó bên đây luôn. Chữ biết nó nằm bên ý á. Nhưng mà ở đây á, ở đây chữ biết có nghĩa là chữ hòa đồng, chữ biết, chữ nhịn cũng được. Muốn thông là nó nhịn à. Học để gì vậy? Để mai mốt mình hỏi, ồ gia đình mày sao tao thấy những gì rút mắt. À, chưa thông. Lấy cái đĩa thông coi coi nó dương mắt chỗ nào rút. Thấy không? Cái người này nói là người kia bị sao? Nó bị chinh lên. À, cái người này nói là người kia nó có vô. Có không? Không chưa? À, đâu rồi. Không nhận hay. Nó bị bít cái chỗ đó cho nên chỗ kia không thông. Ghê chưa? Quý vị thấy chưa? Ở cái đường này, à, nó còn cái đường truyền nữa. Nhưng mà cái đường truyền nó cái chỗ này, cái chỗ nghẹt, cái nghẹt có nghĩa là chỗ bít á. Ừ. Rồi, bây giờ cái chỗ này của nó là nó, cái ngôn ngữ của mình là nó còn chỗ nào nữa không thông quý vị?
À, có nghĩa là dùng cái từ ái ngữ là có nghĩa là phải biết biết phương tiện. Biết phương tiện nói là biết dùng ái ngữ rồi đó. Chứ có nhiều lúc người ta cần sự chân thật mà bạn dùng lời ái ngữ là nó quánh. Nó nói tôi cần bà nói lời chân thật. À, vậy là giờ này còn cái nào chưa thông nữa? Có nghĩa là cái gì? Vậy là lúc mình đuối, lúc mình mệt, cái lời nói của mình hay là mình hấp hối, cái lời nói mình thông không? À, có nghĩa là lúc đó cái khả năng nó không cho phép nữa. Thì cái khả năng nó không cho phép thì nó không thông. Thì bây giờ mình làm sao muốn nó thông thì phải coi cái khả năng của mình. Bài này là bài có thể hồi sáng tôi giảng. Rồi bây giờ cái số 3 là nãy mình đã thêm hai cái rồi. Chữ hiểu là nó thông, chữ cảm là nó thông. Rồi gì nữa? Chữ thấu cũng được. Là cái tâm của mình á, lúc này là nó thấu rồi, là thấu triệt rồi, là mọi thứ đều thông hết. Gì nữa? Gì nữa thông? Sao? Xả là nó thông. À, ở đây rút, ở đây xả. À, không xả là nó không thông, bởi vì nó ứ trong đó. À, nghe là trong tâm ý của mình nó cũng là một cái dạng, cái này là tâm lý, nó cũng cái dạng khác của vật lý. Vật lý là phải đi hút, còn cái này là phải xả. À, rồi còn cái gì nữa? Hoan hỷ. Hoan hỷ là nó thông. À, thôi, hoan hỷ thì chữ hỷ trên có chữ xả, dưới chữ hỷ nữa. Nhưng mà nhớ cái chỗ này sạch sẽ là không được. Thôi mình lấy 5 cái thôi ha. Rồi. Bây giờ mỗi thứ mình tạm lấy 5 cái. Ê, bên này mới có 4 hả? Có bích nữa hả? Thì nghẹt cái là bích hả? À, thôi kệ nó, vậy cho 5 luôn đi. Bây giờ chúng ta hỏi là nếu bản thân của mình là cái người muốn cho mình thông để mình đạt đến cái chỗ nhái nhái là minh, cho nên mình dùng là thông minh. Nhưng mà khoan đã, khoan học chữ minh đó, học chữ thông trước đây. Nó thông xong rồi nó mới minh, thấy không? Nhưng mà đây là cái tự tại, có nghĩa là nó thông rồi, nhưng mà bên kia là mình có thể hiểu được. Bây giờ cái phần mở đề cho chúng ta định nghĩa được chữ thông, vì phần lớn chúng ta phí từ ngữ lắm. Một ngày ta nói rất nhiều thứ, nhưng coi chừng chúng ta không đạt được cái giá trị của ngôn ngữ. Cho nên là tôi thích giảng một chữ là vậy đó, để mong rằng mọi người hiểu cái ý của chữ đó. Như vậy cái chữ này nó thông cả thân, nó thông cả miệng, nó thông cả ý, thì mình mới có thể gọi là thần thông. Vậy là cái thân này có thần thông không quý vị? Có không? Cái thân có thần thông không? Vậy thì câu hỏi được đặt ra là hai La Mã. Phần nội dung là trong đạo Phật nói là thông cái gì? Vậy là nói tới lục thông. À, tôi muốn nói tới lục thông mà lục thông nó lớn quá thì tôi mượn cái thông nhỏ để tôi nói cái thông lớn. Chứ nếu tôi không mượn cái thông nhỏ đó thì quý vị nghĩ lục thông là cái gì đó nó ghê gớm lắm. Nhưng chúng ta có thể, vì chúng ta thấy rõ rồi, bây giờ này có nhiều người, người ta đưa trên Facebook á, người ta đưa trên mạng á, là người ta đi qua dạng Lý Trường Thành được, là đúng không quý vị? Vậy là cái thân đó có bị cản trở không? Nếu nó bị cản trở thì nó đâu có thông, phải không? Vậy là người ta đã qua dạng Lý Trường Thành có chưa? Quý vị chưa từng thấy tận mắt, nhưng mà quý vị đã thấy qua tivi đúng không? Rồi,
Như vậy lục thông một là gì? Thiên nhãn thông thứ hai, thiên nhĩ nhĩ thông thứ ba, tha tâm thông thứ tư, thần túc thông thứ năm, túc mạng thông thứ sáu, lậu tận thông. Rồi, chúng ta có 6 thông. Vậy thì bây giờ chúng ta xét coi cái phần thông về vật chất là thông cái gì. Vậy lỗ cái con mắt có phải là vật chất không? Vậy thì con mắt này làm sao nó đạt được cái thiên này nó mới thông? Lỗ tai có phải là vật chất không? Vậy mà bây giờ nó thông. Rồi cái tha tâm thông là biết tâm của người khác, là nó thuộc về cái ý. Thần túc thông có phải là nói tới cái chân không? Túc là cái chân. Nhưng mà bây giờ cái chân của nó là nó thông rồi, cho nên là trong khoảng sát na nó đi vô lượng thế giới. Trong khoảng sát na nó đi vô lượng thế giới. Ta đã từng nghe Hòa Thượng Giác Hạnh. Hòa Thượng nói là cái vong đó ở Mỹ, ở Việt Nam vừa nhắc cái là nó về tới. Vậy là cái vong linh nó có thần túc thông chưa? Có, nhưng cái dạng của nó là dạng thấp, cho nên nó vẫn bị các cái phần khác khống chế nó, cho người ta điều hành nó, người ta bắt nó làm âm binh. Cho nên người ta bắt nó, người ta mới nhốt được. Tại sao nó có thần túc thông mà người ta nhốt được? Vậy là có những cái còn thần cao hơn nó nữa. Túc mạng là cái thân này đúng không? Mạng là cái thân này. Rồi, vậy là cái thân này là thân vật chất nữa. Vậy thì trong đây chúng ta có có 4 cái vật chất và 2 cái tâm lý. 2 phần tâm. Tha tâm thông và lậu tận thông nó thuộc về phần ý. Nhưng mà 4 cái phần thiên nhãn, thiên nhĩ, thần túc và túc mạng là thuộc về phần thân. Nhưng mà cái túc mạng á, nó được xem như là phần tâm là vì sao? Là biết được nhiều kiếp của mình, chứ không phải là cái thân này. Nhưng mà biết được nhiều kiếp của mình thì ở đây trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà thì trong đó nói rằng cái thân này đó mà giống như một cái cây, mà chúng ta nhìn trong cái cây đó chúng ta thấy vô lượng thế giới. Như vậy trong thân chúng ta thấy vô lượng thế giới được không? Được. Trong thân của ta chúng ta vẫn thấy vô lượng thế giới được. Là bởi vì sao? Là bởi vì nhìn thấy, hiểu biết được cái túc mạng của mình thì đâu phải là thấy được một đời một kiếp đâu. Mà Đức Phật nhìn thấy người này người kia, Đức Phật kể về quá khứ của mình với người đó. Vậy là Ngài có phải thấy cái thân của Ngài rồi Ngài mới thấy được cái thân của vô lượng chúng sinh chứ? Bây giờ chúng ta mượn cái thân vật lý chúng ta nói coi. Nó đơn giản lắm quý vị. Nước mà nó đắp lại thì nó ứ, còn khai thì nó thông thôi. Cái việc trôi chảy rất là dễ. Ngày xưa mà tôi đi khai nước thì tôi thấy rõ là tôi làm ruộng mà. Nước mà nó ứ trở lại thì nó có phèn. Nước mà nó ứ lại là nó có phèn. Cho nên ở trong ruộng là phải khai ra, chứ không khai là nước đó nó có phèn. Vậy thì trong phèn này có nghĩa là nó có chứa nhiều chất sắt đúng không? Có nhiều sắt trong đó cho nên nó tạo thành phèn. Phèn có nghĩa là nó chua, không có loại gì lên được hết, nó chết hết. Mà chúng ta nghe là hôm đó tôi có nói sơ ở đây có nghĩa là cái gì? À, mộc nó khắc cái gì? À, mộc nó khắc kim. Mà chất sắt nhiều thì có cái cây nào mọc được đâu. Trời, giảng tùm lum tà la. Mà hiểu tùm lum tà la cũng thông à.
Vậy thì bây giờ trong nước nó có phèn, mà trong phèn nó có chất sắt, mà mình khai cho nó thông, vậy thì ở trong đó nó không còn dao búa ở trong. Vì nếu mà trong tâm của mình mà nó không thông thì coi chừng nó kỳ cục lắm luôn, trong thân của mình đó. Mà nó thông quá rồi nó có kỳ cục không quý vị? Nước mà nó chảy hết thì không còn phù sa. Nó thông quá rồi thì ruộng cũng không có miếng nào, cho nên có khi phải đắp lại. Vậy thì hỏi là lúc nào cho nó trôi chảy và lúc nào không nên cho nó trôi chảy? Hay là lúc nào cũng dùng thần thông, hay lúc nào cũng có thông, hay lúc nào cũng nên thông? Nếu mình nói thông thì ngoài đường có đèn xanh đèn đỏ không? Thì phải chận cái này thằng kia mới thông chứ. Thì cũng lấy con hưu ra bỏ con dâu vô chứ. Nó muốn thông thì cũng phải, cũng phải bích cái thằng này là thằng kia mới thông được chứ. Vậy là quý Phật tử hiểu cái ý mà thông của cái cơ thể mình chưa? Hiểu, hiểu sơ sơ chưa nè? Hiểu sơ sơ là nó phải chịu đựng bích cái thằng này là thằng kia mới thông. Nó muốn trôi chảy được á, thì nó cũng phải có cái chỗ bích, cái chỗ khác nó thông, rồi chỗ khác nó bích, chỗ nọ nó thông. Rồi bây giờ mình nói là nước nó chảy ra không, nó có chảy vô không? Có không? Vậy là có vô có ra nó mới thông, hay chảy một chiều nó thông? Có vô mới ra mới thông. Tôi muốn hỏi để tôi canh coi quý vị có thể hiểu được hay không. Như vậy câu hỏi được đặt ra là tại sao ta ăn? Quý vị có thông cái chỗ mình ăn chưa? Có vô, tại cái vô, ăn là vô. Ăn là vô. Mà nó không ra là thông không? Là phải móc ra. Ghê chưa? Nó đơn giản lắm quý vị. Hồi đó tôi đi học trường sinh học cũng vậy. Học nhân điện là trường sinh học á, nhưng mà cái từ khác của nó là nhân điện. Mà ai mà học trường sinh học mà không đi trị á, là không đi giúp bệnh cho người khác á, là cơ thể họ không có thông. Ngồi thiền hoài mà nó không có thông, là vì mình cho vô phải cho ra mới thông. Có nghĩa là nạp năng lượng vô phải xài, giống như cục pin của mình nạp vô riết mà không xài là nó chai, hay là nó chai. Nó chai cho nên nó cháy. Tiền quý vị cứ đi làm rồi lấy tiền bỏ vô rồi có cho ra không? Nhớ cho nó trôi chảy vì nó là vật lý. Đừng để nó trong nhà nguy hiểm đó nha. Nó không thông. Thì tôi nghĩ là quý Phật tử đơn giản, đừng có nghĩ lục thông là cái gì đó ghê gớm lắm. Chúng ta nghĩ tới vật lý để cho cơ thể mình nó êm, nó không bị vương vấn, là có nghĩa là gì? Cho nó vô là phải suy nghĩ tới nó, là phải kiếm đường cho nó ra. Như vậy xây một cái chùa rất là dễ, nhưng mà trước khi muốn lập đạo tràng là phải hỏi mọi người đến đây có thông chưa. Vì đến đây mà không có chỗ thông là đi đông được không? Là nó bích. Tại vì đông người là bắt đầu nó bích. Như vậy thì cái việc của chúng ta muốn có thiên nhãn thông, có nghĩa là chúng ta phải có trí để nhìn nhận sự vật hiện tượng. Vậy thì người muốn đạt được lục thông, người đó phải có cái thiên nhãn, phải biết nhìn xa thấy rộng. Có khi chúng ta chạy xe mà chúng ta rành đường thì rành, nhưng mà chạy xe nhìn thấy phía trước mà thấy nó không ổn là đây quẹo liền. Bên Việt Nam cái đó hay lắm quý vị. Nhìn thấy đằng trước, bởi vì mình chạy tốc độ nhanh phải không? Nhìn thấy đằng trước mà cái chèn nó chớp 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 là ở đây quẹo đường khác. Mà quẹo đường khác lát quay trở lại nó đâu có biết. Còn mình từ dưới này mình chạy lên là nó lụm liền. Thông không? Quý vị không thông chỗ đó là quý vị bị dướng mắt. Cho nên người ta nói vậy nè, thay vì cái người này đang nói cái chuyện này
Nhưng mà cái chuyện này mình bất đồng rồi, cái người này với người kia bất đồng, mình giả bộ mình quẹo chỗ khác là nó thông liền thôi. Giả sử ông mới về, hay là bà mới đi chùa về, bà la ông trùm ở nhà, ông làm này làm kia làm kia. Cái mình nói, má má, hôm qua ông hai, ông lại ông nói chuyện này nè, là mình quẹo chỗ khác để cho bà thông. Chứ bà về tới cái bà bích, hiểu không quý vị? Hiểu chưa, hiểu chưa? Hoặc là hoặc là bà về bà la ông trùm thì mình quẹo đường khác liền. À, mình nói má má, khoan, khoan nói cái chuyện đó đi má. Bây giờ đây còn chỉ mới này còn. Rồi lát mới nói cái đó không. Bà chửi sùm rồi đó, cái mình nếu mà mình nghe bà chửi là mình bích rồi, mà máu nó lên nữa, cho nên quẹo đường khác cái tôi chỉ cho nó thông. Tôi chỉ cho quý vị thông, khi ngôn ngữ bất đồng đừng có ngồi đó mà cãi vã cho nó ra, không bao giờ nó ra được. Quẹo chỗ khác đi, lát quay trở lại nó ra, có nghĩa là cảnh sát nó về rồi đường đó thông. Nội có quán chiếu cái chữ này thôi, nhưng mà phải có cặp mắt để nhìn nhận sự vật hiện tượng. Chứ đừng tưởng rằng thiên nhãn thông là một cái gì đó ghê gớm lắm. Suy nghĩ đơn giản, mà người có một cái suy nghĩ đơn giản là gần như có con mắt thần, có con mắt trời mới nhìn thấy cái việc đó. Mình bước vô cái việc đó mà mình thấy nó bích rồi thì mình nghĩ tới cái chủ đề thông liền. Muốn cho nó thông thì phải làm sao? Đừng nghĩ tới nó nữa, còn thiếu gì cái khác để mình lo. Cái mình quay qua cái khác chừng chút xíu thôi nha, nhớ chừng 5 phút phải quay trở lại nó. Bởi vì khi mình quay qua 5 phút là quay trở lại nó, là mình không thấy nó nữa, nó không còn nữa. Tại ma nó hiện ra, nó chướng duyên ngay chỗ đó mà thôi. Rồi khải ngồi ngang chỗ đó, nó không còn chướng duyên nữa. Rồi, như vậy thì tạm thời tôi nói thiên nhãn thông của người đệ tử Phật có nghĩa là cái tầm nhìn xa thấy rộng. Nó nói là thiên nhãn, mình nói là vật chất, là vật lý, nhưng không phải. Trong cái thiên nhãn nó có ngôn ngữ trong đó không quý vị? Có không? Con mắt này nó có học không? Có. Con mắt này nó học dữ lắm, nó học hết cái cõi người nó mới tới cái cõi trời đó. Có nghĩa là tầm nhìn của nó vượt qua những gì nó học không quý vị? Vượt qua những gì nó học. Như vậy là muốn có thiên nhãn, mắt này làm ơn học nhiều dùm tôi một chút. Học ít quá nó không bao giờ vượt ra khỏi cái tường, cái bức tường rào. Mà bức tường là cái gì? Là cái loại luật. Bức tường rào là cái loại luật mà khi người ta thấu triệt cái luật rồi, người ta vượt ra khỏi nó không quý vị? Luồn lách lương lẹo lụm lên. Đúng không? Có nghĩa là trong tất cả mọi loại luật trên thế gian này đều có chỗ trống để cho chúng ta thông. Các vị luật sư làm ăn được nhờ cái chỗ thông về luật. Đúng không ta? Đúng không? Họ thông về luật, họ sống quá tuyệt vời. Như vậy họ có thiên nhãn không? Họ nhìn vấn đề là họ biết liền. Chẳng qua là họ thông về luật là họ nhìn vấn đề họ biết liền. Tại sao cảnh sát chạy ngang qua tôi nó biết là xe tôi hết hạn sử dụng? Làm như là nó có thiên nhãn vậy đó. Nhưng mà chẳng qua là nó rành quá rồi. Cái năm nay nè, nếu đăng ký là nó thuộc cái nhãn nào? Cái màu nào? Rồi có dán hay không? Nếu mình từ bên Pháp mà mình qua thị sĩ phải dán vô một cái nhãn 40 đồng chạy ra nó khỏi đóng tiền đường. Còn nếu mình mua cái 40 đồng đó mình dán 3 năm chưa thay, nó biết không? Nếu không biết thì nó đâu có thiên nhãn. Phải không? Mỗi năm như vậy nó ra một cái, vậy thì nó rành luật thôi, vậy là nó có thiên nhãn. Vậy thì quý vị muốn có thiên nhãn phải rành về luật của nhà Phật. Có ai biết luật nhà Phật chưa? Chưa, chúc mừng quý vị không bao giờ có thiên nhãn của nhà Phật. Nhưng mà luật của nước nào thì luật sư nước đó nó có thiên nhãn. Rồi bây giờ cái thiên nhĩ, nói sơ qua miếng nữa. Bây giờ thiên nhĩ, chúng ta nghe người khác nói một cái âm thanh nào đó, chúng ta nghe nói chúng ta nhận. Mà hồi trưa chúng ta là nhường đường, nhường người một bước
rộng đường dễ đi. Vậy thì chúng ta nhường trên một bước, vậy là cái thiên nhĩ này nó biết chỗ nó nhường, chứ không phải chỗ nào nó cũng nhường. Như vậy thì nhà Phật chúng ta làm sao để chúng ta được yên nhà, yên cái công việc làm, nhà chúng ta hạnh phúc là nó yên. Vô công việc làm, để muốn có công việc làm ăn tốt cần phải thông. Rồi bước ra xã hội, muốn được mọi người thương yêu cần phải có thiên nhĩ. Chứ không là vô đây lời qua tiếng lại một chút xíu là bắt đầu nó bích. Nhiều người mới phát tâm đi chùa, phát tâm mạnh lắm, đi thời gian bích. Thì sao vậy? Đáng ra là sư cô phải nói với con dày. Tự nhiên con mới bước vô, sư cô hỏi đi đâu à? Con không có thiên nhĩ là con bích. Tại sao? Tại vì sư cô tưởng đi tìm thầy Xuân, mà thầy Xuân hồi sáng giờ không đi đâu, chưa có về, phải không? Như vậy thì chúng ta mà không khéo thì chúng ta chỉ ôm cái trách người thôi, mà chúng ta không hiểu được người, chúng ta không đồng cảm được với người, chúng ta không có một cái sự bình tĩnh để lắng nghe, chúng ta thiếu sự lắng nghe. Như vậy thiên nhĩ có không? Vừa nghe nói một câu nó lùng bùng được. Đi làm về mệt, mở cửa ra là bắt đầu con mắt nó nhìn vô là lỗ tai điếc luôn. Mọi chuyện trong nhà mà nó tùm lum tà la là bắt đầu không còn nghe ai nói chuyện gì, là cứ như thế cái miệng nó la thôi. Như vậy thiên nhĩ là cái khả năng tu tập để chúng ta không bị vướng mắc bởi những âm thanh ngôn ngữ. Vậy là cái thiên nhĩ là cái điều mà tất cả chúng ta phải biết thấu, biết cảm. Vậy là Đức Phật cảm bằng cái gì? Đức Phật cảm bằng lòng từ bi. Muốn cho thiên nhãn nó thông, phải lấy lòng từ bi để thấy sự vật hiện tượng nhẹ nhàng xuống bớt. Muốn cho thiên nhĩ nó thông, phải lấy lòng từ bi bỏ vô cái lỗ tai để làm dịu âm thanh xuống bớt. Nó hay ớn không? Hay không? Nói như vậy, chỉ như vậy nó mới thông được, chứ chưa nói mình rồi nha. Mình là Nhật với Nguyệt à. Còn thông là không biết chữ. À, nói như vậy chứ sao không biết chữ? Không có bộ nhĩ thì sao thông? Vậy thì nếu như chúng ta không có một sự hiểu thiên nhãn không có mặt, chúng ta không có một sự đồng cảm, thiên nhãn cũng mất luôn. Cái nhìn của người khác nó khác với cái nhìn của mình, mà mình đòi người khác giống mình có được không? Căn tánh họ khác. Như vậy mình nói mình hơn họ, mình nói mình có thiên nhãn thông, thì người đó phải là người như thế nào? Để chi vậy? Để tôi nghe có một người nói rằng chứng A-la-hán, nhưng mà thật sự ra người đó luôn chống trái người khác. Vậy thì người đó A-la-hán phải không? Không. A-la-hán là mọi thứ thông hết rồi, cho đến lậu tận thông. Lúc này còn cái gì không? Không. Bản thân tôi còn chống bán là tôi biết tôi chưa có lậu tận. Nó còn phiền não lắm cơ. Nghe ai nói trái lỗ tai là nó giật. Vậy là đồng cảm chưa? Bởi vì sao vậy? Bởi vì mình chưa tới khả năng thông cảm với những điều sai. Vậy là mình còn chấp không? Chấp để tu. Nhớ nghe, chấp để tu đó, còn không chấp coi chừng tu không được. Vì sao vậy? Đâu biết chỗ nào đâu tu. Không chấp không biết chỗ tu, cần nên chấp mới biết chỗ tu. Nhưng mà chấp đúng hay chấp sai? Chấp đúng nó mới thông. Nghĩa là gì? Tôi vẫn còn chấp ngôn ngữ không quý vị? Tôi đang giảng một chữ thông, nghĩa là tôi chấp ngôn ngữ không? Tôi không chấp ngôn ngữ là gì vậy? Vậy là tôi chấp ngôn ngữ, tôi mượn ngôn ngữ, nhưng tôi có nói ngôn ngữ nào là đúng không? Tôi nương ngôn ngữ để nói, nhưng ngôn ngữ là giả tạm. Tôi không bị vướng mắc vào ngôn ngữ để cho nó thông, nhưng tôi còn vướng ngôn ngữ không?
còn, biết rõ mình còn, cho nên cố gắng đừng để nó vướng, phải rành nó. Như vậy cái người đi đường mà muốn rành đường về tất cả mọi sự vật, mình cắm hoa mà mình rành cắm hoa, như vậy là mình thông thạo nó. Vậy thì muốn thạo nó có phải một ngày một bữa không quý vị? Không. Vậy thì giáo pháp của Như Lai, chúng ta muốn thành Phật, chúng ta muốn trở về với Phật tánh của mình, mà giáo pháp của Như Lai mình chưa có thông, như vậy mình ổn không? Không ổn. Mà tôi tha thiết tôi kêu gọi cái điều này nha, là tôi cũng nói luôn á, tôi mở ra cái đạo đọc sách đó. Ngày trăm trang. Anh này thuộc bài mà anh chưa có đọc. Đọc 3 năm. Đọc 3 năm. 10 năm. Người ta gọi là 10 năm đèn sách. 10 năm đèn sách là ngày xưa nói về cái ngôi vị trạng nguyên đó quý vị. Người ta 10 năm đèn sách là người ta có cái trạng nguyên, nhưng mà hỏi là cái quan trạng này 10 năm đèn sách là quan trạng này học hết mấy cấp 1, cấp 2, cấp 3 chưa? Hết rồi mới nói tới 10 năm đó nha. Chứ còn chưa học hết mấy cái cấp đó mà nói 10 năm thì cũng có 10 năm đánh dần thôi đó. 10 năm đèn sách này là phải hết mấy cái cấp đó rồi. Cho nên bây giờ quý Phật tử muốn hết cái cấp đó là 10 năm đọc không hiểu, sau đó mới tính với tôi. Phải không? Nhưng mà giờ Phật tử suy nghĩ coi, Phật tử đọc 10 năm là chỉ đọc thôi, không cần hiểu gì, thì quý vị nghĩ là quý vị hiểu chưa? Hiểu không? Ủa chưa đọc sao biết? Đoán phải không? Mình hiểu là mình không hiểu. Cái này còn thông nữa đó. Cái này là thông ác luôn đó. Đi nghĩa là không đi. Mà không đi nghĩa là đến rồi. Được không? Được không? Cái đó là nói cấp 1 hay cấp cao? Cấp cao mới nói không đi là đã đến. Chứ còn cấp 1 mà nói không đi mà đến. Con nít mà nói không ăn mà no, nó nói má, nói lại đi. Mấy đứa về nhà nói mấy đứa nhỏ con mình á, nói thầy Xuân ông đó không ăn là đã no. Nên nói má, nói sai rồi. Lấy cơm con ăn. Con nít mình nói vậy được không? Dầu rằng con nít có vui cỡ nào đi nữa, nhưng mà nó đói bụng không? Nó vừa ăn vừa chơi, còn mình chơi quên ăn. Cái đó thằng lớn ngu hơn nhỏ. Đúng rồi, nó tức quá no. Vậy phải không? Vậy á, thì tôi bảo đảm là mấy đứa nhỏ đó nha, nó vui cỡ nào thì vui mà nó vẫn đói bụng. Nhưng mà người lớn vui là không đói bụng. Đứa nhỏ quánh nó thì quánh, nó vừa khóc vừa bóc ăn. Còn người lớn mà khóc là không ăn nổi. Vậy chúng ta tính người lớn hay tính người nhỏ? Quý vị tính người lớn hay tính người nhỏ? Tính người lớn. Như vậy đừng bao giờ chúng ta chưa thông thạo giáo pháp của Như Lai mà chúng ta nói chuyện của Bồ Tát. Bỏ đi em. Xin đừng có gạt gẫm tôi. Như vậy thì ta không thể nào nói theo cái phong cách của bậc Bồ Tát, của những cái bậc cao tăng thạc đức được. Có nhiều người chưa có học chữ nào mà lấy toàn lời Phật, lời Tổ để nói. Vậy đúng hay sai? Ừ, nói lại đi bạn. Bạn chưa có thông được điều đó thì bạn đừng có nói như vậy, người ta cười bạn chết luôn. Vì bạn không thể nào dùng những từ giao to búa lớn được. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta phải lấy những cái nhỏ nhích nhất để chúng ta tu. Vậy thì nói tới chữ thông, nhưng ở đây tôi chưa nói tới cái giáo pháp mầu nhiệm gì hết. Dầu rằng hôm qua tôi đưa quý lệ lên tới cõi trời rồi, tôi đưa xuống tới dưới luôn rồi, nhưng mà bữa nay tôi vẫn không nói tới 88 món kiến hoặc hay 81 món tư hoặc ở đây. Nhưng nhớ là không học cái đó là thông được không? Không. Chắc luôn.
Vì đó là con đường chúng ta phải đi qua. Nhưng mà bây giờ nói thiên nhãn thông, hay là bây giờ con làm sao để gia đình con hạnh phúc, con thấy mọi thứ trong gia đình con là giả, bây giờ con thông hết rồi, con không còn bị vướng mắc gì hết. Nếu lỡ con mà nó có làm hư cái màn hình thật là lớn, đối với con vẫn bình thường. Còn lúc trước con chưa thông, nó làm bể, nó biết tay con. Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Đó, tôi đưa quý vị về một cái thông rất đơn giản để làm ơn xây dựng hạnh phúc được. Có những đứa con, nó nói cha mẹ nó quý trọng cái điện thoại của cha mẹ hơn nó. Vì nó cầm cái điện thoại nó chơi lỡ bể, cha mẹ nó đánh nó, nó mới đặt một câu hỏi, vậy là con không bằng cái điện thoại sao? Nó nói vậy cha mẹ thông không? Thông chứ, vì nó ra nó không quay về nữa đó. Có những đứa, y như giờ mình nói là hòa thượng cua, mẹ ngài đánh ngài vì cái tội ngài thả mấy con cua thôi. Hòa thượng đi tu cho đến lúc 60 tuổi mới gặp bà cụ 80 tuổi là mẹ mình. Phải không? Như vậy mẹ ngài đánh ngài vì ngài thả mấy con cua. Như vậy bản thân của ngài thông chưa? Bị bích rồi. Tại sao mấy con cua nó khóc, mình thả mà mẹ đi đánh mình? Con một đó nha, không có chồng để nuôi đứa con đó mà nó bỏ nó đi, quý vị thấy không? Cho nên tôi quyết định không có vợ luôn, vì có nó cũng bỏ nó đi. Quyết định là tôi thông cái chồng, cho nên không bích, tôi bỏ chưa bích đi. Tôi phải thông cái chồng. Còn mấy anh liệu đi. Như vậy là chúng ta hiểu rõ là chúng ta học là để xây dựng hạnh phúc gia đình. Cho nên có nhiều người không thông được cái ý của tôi nói. Người Phật tử tu hạnh phúc là Niết Bàn. Làm sao mình xứng đáng là một người chồng, mình thấy cho rõ bằng con mắt của chữ đạo. Rồi, tôi tạm thời tôi bôi bên đây nha. Bây giờ tôi nói tới cái chữ đạo mà quý vị phải lấy ra ba cái phương diện để quý vị xây dựng hạnh phúc cho nó thông. Tôi mong rằng quý vị thông dùm tôi cái việc tu, mà tu nhẹ nhàng ở trong nhà của mình. Làm sao mà gia đình quý vị mà nó thông, anh chị em trong nhà mà nó thông, con cháu trong nhà mà nó thông, là quý vị là bậc Bồ Tát rồi đó. Không có nói gì, quý vị sanh ra đời là để độ gia đình của mình trước. Vậy thì giờ tôi chỉ nói thiên nhãn thôi. Bây giờ mình nói cái nhìn thôi, nhìn nhận về vấn đề thôi. Thì bây giờ mình nhìn nhận như thế nào về hạnh phúc? Nói giùm tôi hai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Nói về giá trị vật chất, hạnh phúc là gì? Một, có phải là đủ ăn đủ mặc không? Đáp ứng đủ nhu cầu. Nhu cầu mà sao đáp ứng đủ? Tôi nói đủ cái ăn cái mặc là tôi mừng dữ lắm rồi. Đủ cái ăn cái mặc cái ở. Nhưng mà ăn thì đã đủ chưa? Có bao giờ biết đủ trong cái ăn chưa? Ta phải thông với nó. Ta phải thông trong cái ăn. Có nhiều người là vợ chồng với nhau, khổ với nhau vì cái ăn dữ lắm luôn đó. Ông chồng ổng hành hạ bà vợ vì cái ăn muốn chết luôn đó. Giái trời cho ổng có mặt ở đây. Tôi nói vậy đúng không quý vị? Phải vậy không? Chứ ta tu là nhiêu đó thôi đó. Giái trời. Ủa giái Phật chứ không? Tự nhiên cái ở này chứ giái Phật. Cái đó là nó cái ngạn ngữ dân gian nó quen rồi. Cho nên có nhiều người nói là oh my god. Tôi nói đạo Phật mà my god god cái gì? Đạo Phật người ta phải nói oh my Buddha. Phật mà my god. Vậy mà giờ này tôi cũng giái trời. Hay không? Nó từ tiếng Anh tôi nhớ, là từ tiếng Việt tôi quên. Vậy là cái việc về vật chất là chúng ta mong cho nó đủ. Nhưng mà ăn thì bây giờ ở Mỹ còn thiếu ăn không quý vị? Nhưng mà quý vị còn khổ trong cái ăn không? Chúc mừng, chưa thông. Thấy không?
Nói một cách rất đơn giản mà quý vị thấy tu nhiệm màu không? Tu như vậy đó chứ không phải là nói thần thông gì đem giảng đâu trên mây trên địa. Giảng đó là không có thực tiễn. Nói tới cái ăn giùm tôi đi, bây giờ ăn nó đã thông chưa? Mà ăn nó thông rồi thì cái ăn này nó không còn làm khổ con nữa. Thì cuộc đời này nó hạnh phúc vô cùng với cái ăn. Ăn cái gì cũng được, ăn trên xe cũng được, ăn dưới đất cũng được, ăn cơm hộp cũng được, hay là dọn ra tùm lum lá ăn cũng được. Ăn cái gì cũng được, miễn ăn cho cơ thể này, vì ăn là thuốc mà. Nhìn và quán, vậy là thiên nhãn. Cái nhìn này nè, khi hạnh phúc được, nhìn cái ăn là thuốc để trị bệnh đói. Thuốc trị bệnh đói. Mà nó không có đói thì mắc mớ gì phải ăn. Mà người ta đói con mắt. Tại sao vậy? Tiệm đó lớn. Tiệm đó sạch sẽ. Vậy ăn cái miệng hay ăn con mắt? Ăn con mắt, cái tiệm đó sạch sẽ, cô đó đẹp. Đó, đó, đó. Cái ăn, cái uống, cái mặc, cái ở là những thứ nhu cầu vật chất. Nhưng mà chúng ta chưa có cái nhìn thông suốt về nó, cho nên ta khổ lắm luôn. Rồi bây giờ tôi nói tới cái hạnh phúc là trong vật chất á, cái hạnh phúc có phải là chồng mà hiểu ý vợ, tặng cho vợ những cái thứ mà vợ thích không? Đúng không? Cái chỗ thích. Còn đằng này vợ thích ông không biết, mà nhỏ ăn sớm thích ông biết mới vậy. Sao có giờ, sao có hạnh phúc được? Tôi nói vậy thôi chứ không đụng chạm tới anh nhanh nhất. Vậy là chúng ta biết cái chỗ thích về vật chất đó là hạnh phúc. Nhưng mà mình biết người đó thích cái gì, còn thích có nên chiều chuộng hay không nên chiều chuộng. Vậy vì cha mẹ thích ăn con này con kia, thích ăn những thứ trời thần đất xét, con cái có nên chiều không? Vậy không chiều thì cha mẹ có chửi không? Mà cha mẹ chửi thì mình có thông không? Tại vì khi mà cha mẹ không hiểu mình là cha mẹ không có thông mình. Như vậy mình phải làm bằng cách nào để mình nói cho cha mẹ hiểu cái chỗ nào nên thích, cái gì đáng thích và cái gì không đáng thích. Như vậy cái thông của mình là đòi hỏi có cái nhìn hạnh phúc và đưa cái hạnh phúc ra. Vậy thì giờ hỏi hạnh phúc. Nhiều sáng tôi nói bản thân của mình ăn một năm bao nhiêu? Quý vị có tính được không? Ăn một năm bao nhiêu vậy mà già? Ăn cho già. Ăn một năm lỗ một cái răng. Có không? Tôi nói đến cái ăn với cái uống là để cho biết rằng càng ăn uống chẳng nhiều chừng nào nó tàn phai nhan sắc chừng nấy. Và nó đừng nói rụng răng nó kỳ lắm, nó còn mấy ông nha sĩ không làm ăn được. Già mà còn bệnh không? Có bệnh không? Vậy là chúng ta có thông, có hiểu biết về cái gì mình nên ăn và cái gì không nên ăn chưa? Cái gì nên uống và cái gì không nên uống. Vậy thì cái gì ăn cho mỗi ngày nó trẻ ra? Cái gì nên ăn cho nó không bệnh, cho nó khỏe ra? Vậy thì cái gì mình một năm như vậy rồi mình cho nên cho nó tăng ký hay nó xuống ký hay là nó trung bình, tóm lại là muốn cho nó ốm lên hay nó vừa hay là cho nó mập lên. Có người ăn cho nó ốm mà nó vẫn không ốm, có người ăn cho nó mập mà nó vẫn không mập, có người muốn giữ cái chỗ đó mà nó vẫn không được. Tóm lại là ngay chỗ này không có được. Phải không nè? Như vậy chúng ta có thông về cái vật chất đó chưa? Vậy là nó nằm ở cái thân của ta đó. Vậy là ta hạnh phúc với cái thân của ta chưa? Và hạnh phúc với cái người thân của ta chưa? Có nhiều người vợ sợ mập chồng cũng bỏ. Vậy là mập
hay ốm có phải là chúng ta đem đến hạnh phúc chưa? Chứ có nhiều người vợ khổ lắm mà nha, bà không dám ăn, bị đau bao tử luôn, bà không dám ăn vì sợ chồng nó chờ con nhỏ khác không. Bản thân mình chưa vừa ý với cái thân của mình và chưa vừa ý với người thân của mình, như vậy vật chất này nó không thông, vậy là chúng ta đi tu để cho nó thông thôi, chứ đừng tu cái gì thêm nữa hết. Tu thêm nữa là quý vị phải bỏ hết rồi, đi xuất gia rồi. Hiểu chưa? Tôi không có dòm nữa nha, tôi chỉ thôi đó chứ tôi không có dòm. Thông chưa? Cho nên bây giờ cô muốn ăn ăn, muốn không không. Vì sao vậy? Vì đối với cô hạnh phúc cho riêng cô. Vì đó mà cô muốn đi mâm không cho đi. Phải dễ đâu. Thấy không? Hiểu ý chưa? Chúng ta mà chưa có thông thì chúng ta bị giam cầm đó nha. Chúng ta bị giam nhốt đó, mà bây giờ quý vị bị giam nhốt trong cái nhà vật chất thì nói gì mà thiên nhãn thông. Ra khỏi cái nhà đó chưa? Mà cái nhà đó thì đó là cái nhà vật chất. Mà cái nhà này là nhà dục giới. Chúng ta thông, phải có cái thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thông, thông thần thức thông, thông cái cõi dục này. Để đừng để cho nó làm cho ta mất hạnh phúc, vì nó là nhà lửa. Xe là phải màu đỏ, đỏ là màu lửa. Lỡ mua xe màu đen, đổi lại. Rồi, bây giờ mình hạnh phúc trong cái lời nói. Xin thưa, lúc mà giả sử như bị sức môi hay bị ngọng, nói dễ thương lắm, nó yêu mà. Nói không bắt mẻ, nó có gì nghe mẹ. Cho rằng nói răng nuốt tùm lum không nghe được. Nhưng mà tới lúc mà nó có vợ bé rồi, nói dịu dàng, nó vẫn chửi, nó vẫn quánh. Mở miệng ra nó quánh, nó đợi mở miệng nó quánh. Không sức môi nó quánh cho sức môi, để rồi nó nói tại sức môi nó bỏ. Như vậy là hạnh phúc. Chúng ta có một cái nhìn cho nó ổn. Thôi khỏi quay đi, để có ai chụp hình thì chụp hình. Như vậy thì bây giờ trong cái lời nói chúng ta, vậy thì cái lời nói phải cho hay để chúng ta hạnh phúc, hay là lời nói không hay vẫn hạnh phúc? Khi chúng ta có một cái nhìn thông, chúng ta có một cái nghe thông suốt rồi, thì mọi dạng lời nói cũng giống như là quý thầy quý cô, ai giảng sao giảng, mình đi tìm cái thông của mình, cho nên mình nghe hết tất cả quý thầy quý cô giảng. Thật sự ra ở Việt Nam vẫn có một cái vị hòa thượng, bây giờ ngài nói cũng rất là khó nghe, nhưng mà ngài là bậc cao đức ở trong giáo hội, cho nên là chư tăng chư ni vẫn ngồi lắng tai nghe ngài nói từng chữ từng chữ. Mà có khi ngài nói cả buổi, mình ngồi nghe được có một chữ thôi. Nhưng mà mình hiểu được cái tâm, có nghĩa là nó thông chưa? Mình đi tìm cái thông đó đó, cái ý ngài muốn nói mình cái gì, chứ không phải là cái ngôn ngữ ngài truyền đạt cho mình. Cũng giống như tôi tới đây, tôi nói có nhiều lúc tôi nói cả buổi trời chứ đâu có hiểu gì đâu, nhưng quý vị hiểu ý tôi là tôi đi giảng thì xong. Là thông rồi đó. Vậy là hay hay dở, ở cái chỗ hay chỗ dở là chúng ta hạnh phúc. Vậy là cái lời nói hay này nó mang cái chất liệu của thương yêu. Nếu thiếu tình thương chúng ta không có thông được đâu. Thương thì chúng ta nghe cái lời đó nó hay thôi. Rồi trong cái lời nói nó mang cái chất liệu của vị tha, là cái đó là tha tâm thông rồi đó. Mình vì người khác. Có nhiều người là nói là tại vì con đến đây con nghe ủng hộ thầy, chứ bữa nay con mệt lắm, cho nên tới cho có tụ. Tới ngồi cho có tụ, chứ ngồi bịt con mắt lại vì còn con không buồn ngủ. Như vậy là có lòng vị tha kính dữ lắm quý vị. Có một cô Phật tử cô đến, mà thầy đi giảng ở đâu cũng có cô, phải nói là thầy nể cô luôn. Mà không phải là cô ngồi xa đâu, cô ngồi kế cái bàn của thầy, đi trước luôn đó, hay nói đúng hơn là đi giành chỗ á. Thầy không có nói cho con nghe, mai bỏ đi chỗ khác mà không ai ngồi chỗ này, chỗ kỳ luôn.
Nhưng mà cổ ngồi kế thầy đó, bắt đầu cổ mệt quá, cái cổ ngồi cổ thầy giảng không được mà thầy cũng trời ráng kiềm chế. Vì sao vậy? Bả ngủ lây mình, con ma ngủ nó lây ghê gớm lắm, mà bả ngồi bả dòm mình thường muốn đứt ruột luôn. Sau khi giảng xong rồi cái thầy chạy xuống, thầy vuốt qua mấy cái, thầy nói sao bữa nay bộ mệt lắm hả con. Bạn ơi con đuối dữ lắm, nhưng mà thầy giảng là con không bỏ buổi nào. Bởi vì cái lập trường là không bỏ buổi nào mà phải đi đầu tiên hết. Phải như bà ngồi bà ngủ mà đợi tới thầy ra rồi bà mới bò bà ra là dám bà nghe được. Đằng này bà phải ra trước chờ thầy nửa tiếng nữa. Tại ra sao cũng ngồi mất cái chỗ đó. Có nhiều lúc thầy đi ngang qua đây là thầy thấy có người ngồi rồi, thầy biểu đi chơi đến đâu đi lát là vô, chứ bây giờ mà ngồi rồi mà lát mà thầy giảng nữa ngồi nữa là chết luôn. Nhưng mà có người nói là thầy ơi đi mất chỗ, cái đó nói thiệt. Có không? Nhưng mà chỗ nào ngồi cũng được hết là thông rồi, đằng này cái chỗ đó ngồi mới được cho nên nó bít. Nói vậy để cho hiểu là có nhiều lúc mình cũng cảm, mình vị tha thì mình hạnh phúc lắm. Vì sao vậy? Vì mình biết rõ cái bà này bà có cái tật, bà tới bà phải ngồi cái góc đó mới được. Mà cái tật bà như vậy mà mình biết, mình chỉ cần vuốt bà một cái thôi thì mình hạnh phúc ghê lắm. Bà thương mình dữ lắm. Còn bà ngồi cái góc đó rồi mà mình vô bữa nào mình ra bồ mình ngồi ngay cái chỗ đó là biết bà liền mất hạnh phúc liền. Cho nên trong lời nói nó có tính vị tha, là chúng ta có giá trị hạnh phúc trong cái lời đó thông. Có nghĩa là ta phải cảm nhận được, chúng ta thông cảm với người khác. Như vậy, mình mà biết thương yêu cái tánh tình của người thân yêu của mình là mình khéo trong cái vị tha đó, nó có cái khéo nữa, là chúng ta quyển chuyển được. Ông, tôi đã từng nói có một ông cụ mà ông nói là con mất 50 năm để hy sinh để sửa đổi vợ con. Nếu con biết được cái bài này của thầy là xin thưa là con 50 năm nay con hạnh phúc dữ lắm. Ông nói tại sao? Con cố gắng con sửa vợ con nhưng mà vợ con càng bị xúc phạm và con càng đau khổ, vì tìm mọi cách con đau khổ ghê gớm và vợ con cũng căng thẳng ghê gớm vì bà cứ bị con chỉnh hoài. Nhưng mà con cố tình sửa bà chừng nào thì bà cố tình chọc tức con chừng nãy. Tóm lại là ông bà quá hạnh phúc trong đống lửa luôn. Quý vị có không? Ở nhà có nhiều người vợ lằng nhằng ông chồng. Đáng ra là ông đi ít lắm mà nhằng cho nên ông đi nhiều. Ông đi cho bỏ ghét mà. Đi cho bà hết nói luôn. Cái kiểu đó là tình thương của ông còn không? Không còn. Nhưng mà ông nói con làm lợi gan bà vậy á, bà mới im á thầy. Chứ không con về là bà nhá riết, mà mỗi lần bà mở miệng lên bà nhá con đi. Cái bà nói thôi thôi hết rồi. Thầy thấy thuốc con hiệu nghiệm chưa? Cứ hở mà bà mở miệng lên bà lằng nhằng cái là ông lấy quần ông mặc vô cái là bà biết rồi, bà nói thôi thôi cái đó bỏ. À, như vậy là trong lời nói mình cũng phải khéo. Có nghĩa là ông không nói, ông dùng bằng hành động để đối trị lại cái tánh lộn xộn của bà. Nhưng mà bây giờ nói như vậy thì nói chứ còn đâu phải dễ đâu. Hạnh phúc đâu phải cái kiểu đó. Cứ mình nhằn và ông đi suốt đêm, ông ngủ ngoài biết ông ngủ đâu. Lỡ ông ngủ rồi gầm cầu rồi có gì đó làm sao. Hối hận. Rồi trong lời nói thêm miếng nữa nha. Vậy là bữa nay chúng ta tạm thời là thông chút xíu về mắt với lỗ tai. Còn ba cái này thì chút xíu mình mổ xẻ miếng nữa. Vậy thì bây giờ thông về cái lời nói trong cái thiên nhĩ thông có nghĩa là gì? Chúng ta khéo để cái cõi này là cõi sắc giới. Cõi này là cõi sắc giới. Như vậy thì cái lời nói này nè, nó có dao búa không quý vị? Có không? Thì tôi khuyên quý vị trong lời nói này là đừng có móc. Cái quan gia trái chủ nó lớn lắm trong gia đình. Cửu quyền thất tổ là oan gia trái chủ. Tôi ghi vô để đây quý vị quên.
Cửu huyền thất tổ là oan gia trái chủ. Không hiểu hả? Con là nợ, vợ là quan gia, phải không? Có phải là vợ với con là quan trọng nhất của anh không? Cả đời của mình hy sinh vì vợ, vì con, mà vợ là quan gia mà con là nợ, thì không phải là quan gia trái chủ đến đòi nợ hả không? Cứ như thế, cứ như thế mình sanh ra con cái nó sanh ra con cái, cứ như thế mà nợ dai trả trả vai. Con cái nó lợi dụng cha mẹ, nó hành hạ cha mẹ, thì cha mẹ sau này quay trở lại đòi nợ tiếp. Rồi có khi người không hiểu thì khổ với nó, còn người hiểu không còn khổ nữa. Vợ chồng cũng vậy nữa, cái oan gia này nè. Chồng vợ là oan gia, xin thưa quý vị, có người hả không bao giờ nào mà làm cho người kia hạnh phúc được đâu. Ông chồng ông chiều bà vợ không còn chỗ chiều nữa, nhưng mà vẫn không bao giờ tìm ra hạnh phúc đâu. Oan gia nó cỡ đó đó. Bà vợ bà vẫn đi cờ bạc, bà vẫn đi chơi đủ thứ trò hết trơn, mà giàu rằng ông chồng ông hiền như cục bột. Còn có nhiều bà vợ bà như là nô tì, bà lo lắng lo cho ông chồng như là ông vua, mà ông chồng cũng không còn bỏ một thói hư tật xấu nào hết. Như vậy tìm ra hạnh phúc không quý vị? Không, tôi nói là nói vậy để cho quý vị thông thôi, chứ còn mấy cái này không có đâu. Bỏ không có được đâu. Cứ hở nói ra là muốn móc trong họng cho nó đã. Nhất là trong nhà, dầu rằng lớn 6-70 tuổi rồi đó, mà nói ra vẫn còn cái cùi móc này, nó càng móc dữ hơn nữa. Chứ không phải móc ít đâu đó nha. Kinh nghiệm á, kinh nghiệm cho nên móc chặt lắm luôn. Vậy là đời sau gặp nữa không? Gặp nữa chứ. Tôi biết vậy cho nên đời này tôi quyết định rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu rằng lời nói đừng có móc, có nghĩa là hồi nãy lại nói là để chúng ta tha thứ cho nhau, nhưng mà để cho cái ngôn ngữ này nè, cho cái nhĩ căn này nó thông, như vậy thì chúng ta phải đi tìm, chúng ta đi tìm cái lời. Không có muốn tìm cái lời nào đó tìm, nhưng mà tôi mong rằng quý vị phải tìm cái lời để cho nó hạnh phúc này nè. Cái lời nào mà nó đến hạnh phúc, nhưng nhớ là ái ngữ cũng không phải là cách để xây dựng hạnh phúc đâu đó. Có nhiều cái đứa con phải chửi cho nó một trận nó mới hạnh phúc, còn có nhiều đứa chửi nó bỏ nó đi mất. Thì tôi cũng khuyên quý vị là tùy quý vị phải tìm cách, chứ tôi cũng không biết cái lời nào để mớm cho quý vị. Nhưng mà quý vị phải thông, chỉ có quý vị mới hiểu được oan gia trái chủ của quý vị mà thôi, không ai hiểu bằng quý vị. Bây giờ trong cái ý để cho nó thông thì chúng ta co ba, co mấy cái. Rồi, cái thứ sáu là nói về các bậc A-la-hán rồi. Hết phiền não là hết không quý vị? Không, cho nên cái thông thứ sáu này không dám nói tới. Còn túc mạng thông là chỉ một niệm là biết được quá khứ, vị lai của mình. Thiên nhãn thông là biết được vị lai. Túc mạng thông phần lớn là nói về biết quá khứ. Cái túc là nói về túc duyên nhiều đời của đời trước, mà biết một cách trọn vẹn đầy đủ những kiếp của quá khứ. Vậy thì cái này chúng ta cũng tạm thời bỏ qua đi. Mà có nhiều người cứ mở miệng ra là thường nói tới quá khứ, nhắc về quá khứ. Giả sử như từ lúc anh quen với chị là kỷ niệm đó, giờ này còn nhắc một niệm, phải nhớ từ hầu mới quen nhau. Thì anh dùng cái thông này để anh trị bà, thấy chưa? Mỗi lần mà bà nhắc lại cái gì, cái anh chỉ nói là Nam Mô Thần Túc Thông Bồ Tát. Mấy bà thường chứa cái tội của mấy ông trong đầu á. Mỗi lần mà hở mà có chuyện gì là nhắc lại nguyên một cái ekip. Cái ổ cứng đó nó bền lắm, không xóa được. Delete hoài mà không xóa. Là bởi vì mỗi lần mà bị ông quánh, cái bà nói bà bỏ từ nay tưởng tới già không có nhắc lại nữa. Vậy quay qua nhắc nữa à. Nhưng mà Việt Nam mới có cái trận đó, chứ ở bên đây không có phải không? Ở bên đây không có, phải không? Ở bên đây là bả quýnh anh chứ gì? Thần Túc Thông.
Thần thú thông là trong một niệm là có thể là đi rất là nhanh. Và tha tâm thông là hiểu được cái tâm của người khác. Thì bây giờ tôi nói cái thứ ba là tha tâm thông. Như vậy cái ý này là ý mình nói muốn hiểu ý của người khác. Mà muốn hiểu ý của người khác như vậy là mình giỏi hơn người khác hay mình dở hơn? Giỏi hơn. Mình có hiểu tâm lý không? Mà hiểu tâm lý thì mình phải hiểu sinh lý chưa? Nhớ nha, chúng ta giỏi hai phần nha. Giỏi hai phần chúng ta mới có tha tâm thông được. Bả vừa khởi ra một cái lời nói thôi là mình hiểu bả muốn gì, là lấy cái đó đưa cho bả là xong. Ổng vừa mở miệng ra là mình biết ổng muốn gì, lấy tiền đưa ổng không. Nghĩa là có tha tâm thông chưa? Có liền đó. Cho nên có nhiều người có tha tâm thông hay lắm quý vị. Đi ngang hú, biết chuyện gì liền. Biết cả vật lý lẫn tâm lý. Cái này gọi là tha tâm thông. Nhưng mà mình biết được như vậy là mình xây dựng hạnh phúc dễ hay khó? Bây giờ tôi hỏi nè quý vị, có khi chồng mình thích nhậu rượu, thì giờ những bà vợ muốn có hạnh phúc thì phải làm sao? Hả? Sao nhiều người kinh nghiệm dữ ta? Thứ nhất là cho ông nhậu, thứ hai là cho nhậu rít, thứ ba là nhậu chung với ổng. Hả? À, uống cho xỉn trước là ổng sợ. Mai mốt ổng bỏ nhậu, vì ông mà đi nhậu là ở nhà tôi uống. Là ổng đâu dám đi. Ông nói thôi ở nhà tôi uống với bà. Nhưng mà cái điều đó là tùy theo mỗi người có một cái cách. Nhưng theo tôi là tha tâm thông có nghĩa là cái tâm của mình phải hiểu được người thân yêu của mình. Nhưng mà trong cuộc sống ít ai được an ổn trong đời sống này lắm đó. Phần lớn gia đình đau khổ vì không hiểu nhau. Có nhiều người nói rằng tôi sống 50 năm tôi mới hiểu ra cái mặt thật của ông. Lỗ vốn không? 50 năm là ông bà 70 mấy tuổi nghe lộn với nhau nói chuyện dễ thương thế ghê. Tại sao biết không? Hơn 70 tuổi rồi mới có đứa đi kiếm ổng nhìn. Ê ơi, bả mới biết là 50 năm sống chung với ông, giờ này tôi mới biết bộ mặt thật của ông là có đứa khác làm con ruột của ông. Không, tôi nói vậy tí không, trong đây không có đâu, nghe tôi mong là chứ để trúng kỳ lắm. Tha tâm thông là phải hiểu. Nhưng mà xin thưa là có nhiều người vợ hiểu luôn cả tâm trạng của chồng mình, hiểu rõ luôn cả cái đời sống của chồng mình. Cho nên người vợ đó sẵn sàng đi cưới vợ lẻ cho chồng mình luôn để giữ vững hạnh phúc. Có không quý vị? Ích kỷ. Có nhiều người, người ta thương chồng người ta quá, nhưng mà người đó không có con. Họ biết họ không có con, cho nên họ thương, vì thương chồng, vì muốn hạnh phúc. Ông chồng ông cũng không muốn có vợ khác nữa. Nhưng mà bà vợ bà nói là em mong rằng anh chiều em đi, em cưới cho anh một người vợ khác. À, bà sẵn sàng đi cưới vợ cho ổng vì bà hiểu rõ nếu như ổng không có con thì thời gian rất ngắn gia đình sẽ mất hạnh phúc. Bà đi tìm đó, thì tôi chỉ mớm ý thôi, chứ còn quý vị cưới vợ cho hai ba bà cũng được, vì bên Hồi giáo cưới tới 5 bà đâu. Bây giờ mướn sạch được nè. Được hả? Dạ. Ờ đúng rồi, xã hội bây giờ vậy là anh phải trả cho vợ anh mấy chục ngàn, vì vợ anh sanh con của anh. Vậy hả? Dạ, anh mấy đứa? Hai đứa. Hai đứa, trả cho vợ anh 100. Là khỏi mắc công đi mướn. Phải không?
anh này 4 lần trả 200 đi ông. Là cái đó là nói là mới trả, là trả mang thai giùm thôi đó nha. Chứ sanh ra là không có, là sanh ra mình phải nuôi đó. Cái đó là mang giùm thôi đó, chứ chưa tính tiền nuôi ạ. Dạ? Quý vị thấy chưa? Có không? Có cái cô kia bà làm cái ngày đó, bà gửi cái information đó là bà làm cái ngày đó một tháng. Thôi rồi, thôi, cái việc đó là tôi chuyển qua cho anh đi. À, anh thông rồi thì thôi đi. Anh này thiệt tình. Anh giỏi quá cái việc đó cho nên anh thông theo, anh nói lào. Ở đây người ta không thông cho nên anh tin, cho anh tràn một, cho anh một tràn vỗ tay đó. Nhưng mà nhớ về trả tiền cho vợ anh nha. Vụ đó đừng có quên à. Vụ đó bích là tôi kêu chỉ kiện anh á. Ừ. Như vậy là chúng ta có cái giỏi về vật lý và tâm lý để cho chúng ta có được hạnh phúc, và chúng ta có được cái thông ở nơi tâm của mỗi người trong gia đình. Thứ hai là cái tâm chúng ta đừng bao giờ ép cho nó vào một cái hạnh phúc á, nó vốn không có luật. Nhưng mà vì nó không có một cái luật chung nào để dạy hạnh phúc là gì cả. Nhưng mà con người ta đó là phải tự mình đặt ra cho mình một cái luật. Có nghĩa là gì? Hạnh phúc giống như một cái cây. Mà cái cây lên là phải có cành, có lá. Như vậy, ở dưới đất của nó phải có rễ. Thì cái người mà muốn xây dựng hạnh phúc á, thì chúng ta phải hiểu rằng á, hạnh phúc nhiều chừng nào thì chúng ta phải biết tưới tẩm nó. Còn có nhiều người, người ta sử dụng hạnh phúc mà không biết tưới tẩm hạnh phúc. Vậy là người đó có tha tâm thông chưa? Người đó không cần biết người thân yêu của mình nghĩ như thế nào. Rồi người đó lại cố hành hạ người thân của mình. Như vậy người thân của mình mỉm cười trong đau khổ hay hạnh phúc? Đau khổ. Nhưng mà có nhiều người, quý vị biết không, 4x4 là 17, chiều nó cái đi luôn. Có nhiều cái thuốc là không thể chiều với nhau được. Nhưng mà quý vị cần phải nhờ một cái cầu nối. Có nhiều người là không có nói tiếng nói chung được, nhưng nhờ một cái cầu nối họ lại bỏ đi cái của họ. Cho nên là nó một cái luật, nhưng mà nhớ giùm thầy là phải làm nóng nó. Hạnh phúc phải được thường xuyên. Làm nóng nó bằng cách nào? Hả? Tôi không biết là cái cách làm nóng của cái tâm này như thế nào, nhưng có nhiều lúc gây lộn là cách làm nóng. Cho nên nói rằng trong nhà con không có gây lộn, thầy mới hỏi thiệt không? Cái này tôi nói thiệt đó nha. Có nhiều người là nói là con trong nhà con không bao giờ có lời qua tiếng lại, không bao giờ gây lộn. Tôi chưa tin lắm. Vì trong tâm lý học, nếu trong gia đình mà không hề có lời qua tiếng lại, không hề có nóng nảy với nhau, thì coi chừng cái tình cảm đó hơi bị có vấn đề, chứ không phải là hạnh phúc trọn vẹn đâu đó. Có nhiều lúc người ta chịu đựng, người này chịu đựng người kia, người kia chịu đựng người nọ, đến một lúc nào đó hai người làm nóng với nhau là gây rã luôn. Phải gây một trận đó mới nói hết được những gì mà lâu nay anh nhường em. Có không quý vị? Hiểu không? Hiểu không? Không, thầy hỏi hiểu thiệt không nè. Cái này thầy nói để quý vị cảm thông nhau, chứ đừng có thấy là cái người thân của mình nóng, người ta nói những cái lời thật là lúc đó là mình cảm thấy là mình bị xúc phạm. Cho nên cái cách này nè, tôi mới nói là muốn có tha tâm thông á, thì tôi khuyên quý vị nên viết ra. Vợ với chồng nên viết ra. Có nhiều người là muốn nói cái lỗi của vợ mình á, là làm nóng bằng cách viết những cái điều mình không muốn vợ mình có cái điều đó. Viết để trên bàn. Rồi bà vợ bà cũng viết lại lá thư để trên bàn. Anh đi làm nhớ mang theo. Mang theo đọc ăn cơm không nổi luôn. Nhưng mà nó nóng. Nhờ vậy máu huyết ổng lưu thông. Nhưng mà không dám nói sự thật thì hạnh phúc đó là thật hay là giả quý vị? Giả, vì không biết là người thân mình nghĩ cái gì. Rồi tôi nói cái nữa thôi ha, vì hết giờ rồi, về ngủ để cho nó thông.
Điều thứ ba trong ý của mình là con người ta có sức chịu đựng để hạnh phúc. Nhưng chịu đựng đừng để đến chỗ oan trái. Có những cái cả đời không nói được đâu quý vị. Nói mất hạnh phúc liền chứ không phải giống cái trên nữa. Cái trên là nó có một cái luật mà quý vị muốn làm nóng phải giữ cho được hạnh phúc mới làm nóng. Còn có nhiều người đã mình biết nó sẵn sàng ra đi, mình làm nóng là nó đi luôn. Nó giống như mình chích vô nổ quỳnh hết luôn á. Có những cái con người ta chịu đựng để hạnh phúc vì biết rõ nó là oan gia trái chủ. Tôi nói cái điều này cũng là muốn nói với quý vị rằng có nhiều người không hề biết vợ với chồng là oan trái. Họ cứ muốn công bằng thôi. Thì xin thưa, luật công bằng gần như là luật nhân quả đó. Mà nhân quả nó công bằng thì cái nhân quả công bằng chứ không phải mình đòi công bằng. Phật tử hiểu ý này chưa? Thông chưa? Thông không? Nhớ là luật nhân quả rất công bằng, chứ còn mình đòi công bằng không có được đâu. Vậy giờ hỏi nè, bản thân chúng tôi tu, chúng tôi học từ nhỏ và tôi có nhân duyên đi tu từ nhỏ, và quý Phật tử không có điều kiện để học, cũng không có nhân duyên để xuất gia, khả năng của quý vị bằng khả năng của tôi không? Vậy quý vị thông chưa? Vậy mà có nhiều người không hiểu gì hết mà cho rằng thông minh hơn các bậc thầy của mình. Điều đó hiểu không? Tha tâm thông. Như vậy chúng ta có cái tha tâm thông, chúng ta phải hiểu được cái điều đó. Có nghĩa là gì? Mình không có mong được bằng người khác đâu. Người vợ phải hiểu được cái vị trí của mình và khả năng của mình, nên phát huy hết khả năng của mình trong cái việc lậu tận thông, làm hết khả năng mà không hề phiền não. Cái lậu tận thông mà của tôi đó là tôi làm hết khả năng của mình mà tôi không có phiền não gì hết. Chứ còn thật sự ra mà nó đụng chuyện rồi là phiền não ghê gớm lắm. Nhưng mà cái phiền não đối với tôi là nó là một loại thần thông. Phật tử hiểu ý đó không? Tôi tập nó là một loại thần thông để đụng tới phiền não là dợt nó để cho mình hết phiền não. Vậy thì chúng ta tu để cho thông được, thì cái kết luận của tôi là quý Phật tử làm sao giữ được cái tâm đừng để cho nó phiền não, mà phải làm hết khả năng của mình. Hết khả năng của mình mới thông được. Còn mình làm mà cái gì mình cũng sợ sệt là mình có thông không? Lúc sáng tôi có nói ba việc, bây giờ tôi nhắc lại ba việc đó nha. Hồi sáng tôi có nói cái chủ đề khả năng. Tôi nói tới ba việc trong cái khả năng của mình. Việc thứ nhất á là cái gì tôi quên rồi. Việc thứ hai là tôi quên luôn rồi. Nhờ nhường với nhịn giống nhau. Nhịn với nhường, thôi mình viết chữ nhường đi. Chữ nhường là cho người này cho người kia. Như vậy cái khả năng nhường của chúng ta là đòi hỏi chúng ta phải thông rồi chúng ta nhường mới nổi à. Còn không thông nhường không có nổi đâu đó. Thứ hai là cái nhận thức. Người nào có cái khả năng nhận thức tới đâu là khả năng thành Phật tới đó. Nhận thức về Phật tới đâu là thành Phật tới đó. Nhận thức được 1% là thành Phật 1%. Mà nhận thức 10% là thành Phật 10%. Nhận thức về Phật á. Mà bây giờ mình nhận thức về người thân của mình bao nhiêu phần trăm là mình hạnh phúc bấy nhiêu phần trăm. Hiểu hiểu cái chỗ này không? Không hiểu hỏi nha. Thứ ba là tôi nói về cái sợ. Cái khả năng của Phật là không còn gì sợ. Khả năng của Ngài là toàn năng, toàn giác. Đó là chúng ta đưa Ngài lên á. Chứ Ngài cũng không tự nói Ngài là đấng toàn năng nữa. Ngài cũng không tự nhận mình là đấng toàn giác. Nhưng mà bản thân của
Đức Phật thì không còn sợ nữa, mà chúng ta còn sợ nghĩa là khả năng của chúng ta như thế nào? Chưa có thông. Như vậy, nếu chúng ta hiểu nhân quả là chúng ta thông chưa? Vì bản thân chúng ta không còn sợ sệt vì nhân quả của ai thì người nấy hưởng, không ai làm giùm cho ai được cả. Như vậy thì chúng ta đâu có còn cái gì mà phiền não, mà hết phiền não là chứng A-la-hán. Nhưng mà con chưa phải là chứng A-la-hán, nhưng con hết phiền não để con được hạnh phúc thôi, vì con chưa có chứng thánh quả, con mong cho được hạnh phúc thôi. Vậy thì tôi cũng vậy, bây giờ tôi mong những giây phút hạnh phúc đối với tôi là được rồi. Có những lúc tôi phiền não là phiền não cho nó vui, để cho hạnh phúc. Phiền não miếng chơi. Vậy là cái thông thứ nhất là mong rằng mọi người tu cho nó bớt phiền não, cho đến lúc nó hết phiền não. Nhưng chúng ta thì chưa hết, chỉ có bớt thôi. Thông thứ hai là túc mạng. Ta biết được quá khứ của ta thì tôi chỉ rồi nè. Quá khứ của ta là oan gia trái chủ. Ta biết rõ oan gia trái chủ thì giờ thông chưa? Thông rồi, mình bị nó chửi là biết rồi. Quá khứ mình chửi nó quá trời mà giờ nó chửi mình là thông luôn. Quá khứ mình đã từng ăn hiếp nó, cho nên bây giờ mình sanh ra làm vợ nó để cho nó ăn hiếp mình là thông luôn. Vậy là túc mạng là mình biết trước kiếp quá khứ của mình, để rồi mình không có ngồi đó mà mình than quán, rồi mình nói giờ tôi làm hết nổi rồi, tôi làm bao nhiêu ông phá sản hết, tôi không làm nữa. Ngu mày, ráng làm trả mới xong con. Phải không? Cho nên tôi làm bao nhiêu đệ tử tôi nó phá quá trời quá đất, nhưng mà tôi vẫn làm bình thường. Tôi nói nào phá ráng chịu, nào phá là tạo nghiệp ráng chịu. Vậy thì thầy tạo ra để cho quý vị phá, chúc mừng con. Vì nếu đời trước tôi chưa phá là đời này các con sẽ giữ gìn cái đó. Còn bây giờ tôi làm ráng tôi làm mà các con nó cũng phá hết, nghĩa là gì? Tôi cũng là chịu cái oan gia trái chủ đời trước tôi phá của nó sanh ra nó phá tôi, nó không biết gìn giữ. Tôi Phật tử cúng dường bao nhiêu cái tốt, và tôi ra khỏi nhà tôi quay trở về rồi là tôi thấy nó mất luôn. Tôi chịu đựng tôi nín thinh. Thì nếu tôi nói nó sư phụ ở nhà đi mà giữ, rồi ai đi Mỹ? Vì hiểu thông chưa? Có nhiều lúc mình không dám nói, dầu rằng nó hư mà mình vẫn không dám nói. Mình nói nó nói sư phụ ở nhà giữ đi. Tôi biết quá khứ của tôi rồi. Quan gia trái chủ gặp nhau. Thần túc thông là chỉ trong khoảng một sát na là ta đi khắp mười phương thế giới. Như vậy cái thần túc thông này là cái sức nhanh lẹ của mình. Như vậy cái thân của mình có nên ù lì ụt mịch chậm rãi đó không? Cái này là ý muốn nói sự nhanh nhẹn của mình trong mọi điều kiện hoàn cảnh. Làm cái gì cũng đừng có tà 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 tà. Bữa trước tôi nói là tu tà tà là nghĩ tầm bậy cho nên làm biến. Giờ quý vị thông chưa? Thông cho Trào có tay lớn lên coi. Cảm ơn. Nhưng mà thông rồi ha. Chúng ta phải làm cho cực lực, chúng ta mới có thần túc thông. Một ngày như vậy chúng ta làm bao nhiêu việc? Làm thì làm mà phiền não vẫn không xảy ra. Bởi vì chúng ta ráng làm sao chúng ta thông. Chứ còn có nhiều người làm cái này cái sanh nạnh cái khác à. Mà sanh nạnh là có tình thương không? Không có tình thương cho nên ngồi cãi lộn, miễn bàn khỏi cãi. Lo mà chạy, vì sao? Thần túc thông. Vậy quý vị tu dùm tôi một cái pháp môn đó cũng được. Nó vừa nói, nó vừa rung rinh một cái, mình chạy mình làm mất rồi. Khỏi cần phải đợi nó, đợi mình lắm. Nó không làm mình làm. Tha tâm thông là gì? Hiểu cái tâm của người khác. Nhưng mà mình chưa hiểu tâm mình hiểu tâm người ta chưa? Nhớ dùm bài học này dùm tôi. 50 năm xây dựng người khác, mà ông này ông dùng cái số 50 năm giống Đức Phật thuyết pháp quá. Phải không? 50 năm để xây dựng người khác, không có, vẫn là con số 0. Như vậy mà nếu 50 năm này mình quay trở lại mình xây dựng chính mình thì đã không? Tuyệt vời vô cùng. Cho nên mình dành 50 năm này mình xây dựng mình. Vậy thì xây dựng người, người trở thành con số 0. Vì người ta cảm thấy người ta đâu có cần mình xây dựng, người ta biết mà. Có khi con mình cũng vậy nữa vậy.
nó 3-4 tuổi rồi chứ mình lo cho nó làm được rồi. Mà nó làm được rồi, để cho nó làm, mình không cần làm. Mà khi mà nó làm được thì mình giúp cho nó. Vậy thì 50 năm xây dựng người khác mà quên xây dựng mình, như vậy là người đó là người không có tha tâm thông. Tha tâm thông là mình phải biết cái tâm của mình, mình xây dựng cái tâm của mình cho mình cảm ứng ra người khác. Khả năng của mình nó phát ra một cái từ trường rất lớn quý vị. Mà quý vị an ổn thì người thân quý vị an ổn không? Tôi mong quý vị an ổn thôi. Còn giả sử như tôi vẫn biết chứ, tôi biết anh này như thế nào. Nếu anh này là người thân của tôi biết rõ ảnh chứ. Như vậy thì tôi biết rõ ảnh để chi vậy? Để tôi biết rõ tôi. Tôi mượn ảnh để tôi quay lại tôi. Tôi biết ảnh hay là trong ảnh nó có cái chất của tôi. Nếu tôi phiền não ở nơi anh, vậy là trong cái chất của tôi nó phiền não, nó còn trọng. Tôi chưa có thông. Tôi chưa thông cho nên tôi phiền não với anh. Còn tôi thông rồi thì anh tôi không còn phiền não nữa. Vậy là tôi mượn anh để tôi thông tôi. Cái đó gọi là tha tâm thông. Hiểu ý không? Nếu quý vị còn phiền não với người thân quý vị là quý vị chưa có tha tâm thông. Chưa hiểu người khác, biểu người khác hiểu mình. Rồi bây giờ thiên nhĩ thông là cái lỗ tai của mình nó được thông. Đó, lỗ tai của mình mà nó không còn nghe những cái điều xấu, không còn nghe những cái tiếng phiền não nữa. Như vậy thì đòi hỏi mình phải trang bị cho nó những kinh điển của nhà Phật. Có khi con cái miệng của mình đọc cho lỗ tai mình nghe. Có nhiều người đọc mình mắt, con mắt đọc lỗ tai đã nghe. Có khi mình đọc rồi mình nhắm mắt lại là mình tưởng tượng là mình đang nghe Đức Phật giảng luôn. Cái này mới ghê nè. Mà có nhiều người đạt được trạng thái đó. Mà người nào đạt được trạng thái chữ thông rồi thì cái không gian nó còn chạy nữa không quý vị? Vì nhớ giùm thầy nha. Ai mà đạt được chữ thông này rồi á, gần như không gian dừng lại. Mà tùy theo mức độ thông này mà không gian đứng yên. Cái này gọi là mình bây giờ mình có không gian 1 chiều, 2 chiều, 3 chiều đúng không? Vậy thì không gian này nó không có chiều. Nghĩa là không gian này có bị thời gian chi phối không quý Phật tử? Một khi đã thông rồi thì không còn bị thời gian chi phối. Vì ở đâu Ngài cũng biết hết mà. Lúc nào Ngài cũng biết. Nếu Ngài có cái chữ thông này mà cái không gian này còn bị vướng mắc làm sao thông được. Cho nên không gian này nó không bị thời gian chi phối. Không gian không bị thời gian chi phối. Vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài thấy được vô lượng kiếp của Ngài. Như vậy Ngài trả cái thời gian quá khứ trở lại đúng không? Mà thời gian quá khứ của Ngài nó hiện ra. Như vậy thời gian quá khứ với thời gian hiện tại là một hay là hai? Là một. Khi chúng ta thông được một vấn đề, vấn đề đó nó không có hai. Ghê chưa? Hiểu ý đó không? Anh mà thông với vợ anh rồi là tuy hai mà một. Không còn phải ý kiến ý còi gì nữa đó. Em nghĩ gì anh biết rồi. Em nói gì là anh hiểu luôn rồi. Mà bây giờ tôi với quý Phật tử thông hết thì tôi nói gì quý vị hiểu không? Hiểu hết rồi. Không nói cũng hiểu luôn. Nó hay như vậy đó. Khi mà không còn cái gì mà không thông nữa là không nói hiểu luôn. Như vậy thì giờ câu hỏi của mình đặt ra là thiên nhãn thông là mình thấy mọi sự vật hiện tượng, còn có cái gì mà mình bị vướng ở cái bản này không? Ở đằng sau bản này cái gì mình biết luôn không? Biết cái gì nữa thầy nghe? À, như vậy thiên nhãn thông là tôi không phải là cặp mắt của tôi nhìn xuyên qua sự vật hiện tượng, nhưng cặp mắt đó nó thông là do cái trí tôi nó thông. Cho nên tôi nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng đều như thị. Vậy là nó thông chưa? Nó thông rồi. Nhưng mà cái thông đó là để cho tôi hạnh phúc thôi. Nhưng mà người ta có thần thông, người ta tập luyện, thì như vậy là phải lội vào kinh sách để biết cách tập luyện thôi. Đức Phật có dạy cách tập luyện thiên nhãn thông ở trong kinh đó, mà thầy không nói ở đây. Vì thầy nói ở đây tối nay luyện hết là không ai ngủ. Cho nên thầy không nói, sợ quý vị mất ngủ, mất hạnh phúc. Phải không nè? Cho nên bây giờ từ lục thông nó ra tam minh nha. Rồi bây giờ cái thứ nhất là cái gì minh? Trời, trễ giờ dữ lắm rồi đó. Hồi sáng mai nói thêm. Bây giờ nói nữa
mình để tối ngủ không được trơn. Sáng mai thầy sẽ ôn lại cái này và thầy nói ba cái minh, rồi thầy sẽ nói cái gì vào và sáng mai để thầy bỏ mối trở lại để mai mốt nó nữa. Phải không? Thì là sáng nay là chúng ta có ngày tu phải không nè. Cho nên tối nay để dành để ngủ chứ. Nhưng mà sáng mai á, theo lịch á, là 7 giờ. Hắn đi sư. 7 giờ 15. Theo lịch là 7 giờ, 7 giờ 15. Nhưng mà giờ mình nói luôn cho nó chuẩn đi. Là bây giờ 8 giờ mình nghe pháp tới 10 giờ được không? Vậy đi ha. Chứ để cho quý vị Phật tử ngủ thêm chút xíu nữa. Với thầy thấy là quyền khóa tu chắc cũng như đây à. Quyền khóa tu chắc cũng chứ thêm nữa chắc cũng không có. Mà ngày mai rụng mấy người nè, tôi giờ mặt là tôi biết rồi. Vậy bây giờ, bây giờ này là theo theo như hợp đồng là ngày mai khoảng 8 giờ được không? Như sư quan hỷ không ạ? À? 7 rưỡi phải không? Quyết định ha. Rồi. À, có người vẫn đi làm 10 giờ. Vậy thì đa số là đi làm neo là vẫn phải đi làm 10 giờ. Như vậy thì quyết định là 7 giờ rưỡi. Nha. Nhấn cái nút cuối cùng 7 giờ 30 ai trễ không cho vô. Không chưa. Rồi, thầy cảm ơn quý vị rất nhiều. Và giờ này cũng để cho nó khởi động chút xíu trước khi về. Quý vị có ai hỏi lời nào không? Có ai hỏi lời nào không? Rồi, Ninh Thinh làm buồn ngủ lắm rồi. Hay là tại vì mọi thứ thông hết rồi. Xin mời anh. Dạ, con có câu hỏi là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật lúc trước có là lúc đầu tiên là nói là khi mà cho những vị tỳ kheo xuất gia thì chỉ có tăng thôi, không có ni. Nhưng mà sau này một vị Bế A Nan nói là xin Đức Phật cho nữ đi xuất gia thì Phật Thích Ca bằng lòng. Thì con muốn biết là lần đầu tiên hết rồi Phật Thích Ca không bằng lòng thì lý do tại sao? Mà khi đã sau này bằng lòng rồi mà tại sao không có cư xử công bằng với nhau? Những người nữ mà tu lâu năm đi nữa khi gặp những tỳ kheo mới cũng phải kính lễ. Ý anh muốn hỏi giùm quý cô về bát kính pháp chứ gì? Anh này chưa thông về bát kính. Rồi, bây giờ ngày xưa thời của Đức Phật còn tại thế, lúc đầu chỉ cho nam xuất gia, không cho người nữ xuất gia. Ý anh hỏi tại sao cái chỗ này lúc đầu chỉ cho nam xuất gia, sau đó nhận người nữ xuất gia thì lại bất công phải có bát kính pháp. Trong bát kính pháp, điều thứ nhất mà người nữ giàu tu 100 năm hay là 100 tuổi hạ gặp một vị tỳ kheo 1 tuổi hạ vẫn phải đảnh lễ. Như vậy có công bằng hay không, anh chưa có thông thì tôi chưa có biết. Xong. Thì tôi đâu có ở trong cái thời Đức Phật đâu biết. Không biết tại sao. Nhưng bây giờ tôi cũng nhiều chuyện để tôi bàn với anh chuyện này. Nghĩa là anh không thông thì tôi cũng không thông luôn. Nghe không? Điều thứ nhất, lý do cho người nữ xuất gia là bởi vì yếu tố xã hội. Vì cái xã hội đó nó trọng nam khinh nữ. Xã hội đó là nhất nam viết hữu mà thập nữ viết vô. Một người nam cũng là có mà 10 người nữ cũng là không. Cái người nữ ở cái xã hội đó không có 100 gram nào hết. Anh đem 100 người nữ đổi 1 người nam chưa đổi. Cho nên cái sự cung kính, cái xã hội mà nó cung kính thì không thể nào ông vua hay là những cư sĩ nam đi đảnh lễ các vị nữ này được. Mà nói như vậy Đức Phật lúc đó đã thông rồi, như vậy là cũng chưa thông đi lúc đó. Đức Phật thông mà xã hội này nó còn bích đây nè. Muốn khai thông cái xã hội bích này đi nữa phải chế cái giới này nó mới thông. Muốn cho cái xã hội này nó thông thì phải chế cái giới này, xã hội này nó mới chấp nhận. Chứ không xã hội này không có chấp nhận.
Cái thứ hai, cái này tôi nói xã hội. Cái thứ hai là nói cái nghiệp. Trong kinh Văn Trang Trải, Đức Phật cũng nói cái nghiệp của người nữ nó nặng lắm. Cân thì tôi chưa cân thử, nhưng mà nghiệp nữ thì nó nặng hơn nghiệp nam. Như vậy cái đạo Phật á, là nói đến ông Phật Thích Ca Mâu Ni, là nói đến cái người nam. Nhưng mà cái đạo Bà Tám á, thì lại nói người nữ. Yeah. Cho nên là cái này là cái nghiệp nó nặng. Cho nên là khi mà Đức Phật chấp nhận cho Ngài A Nan thì phải chính là Ngài A Nan thỉnh. Nhưng mà ở trong đây Ngài A Nan vẫn còn là cửu quyền thất tổ, là người thân trong nhà. Cho nên oan gia trái chủ do ái mà thỉnh. Phải không nè? Thấy mấy bà tội nghiệp quá, cho nên xin Đức Phật cho phép. Nhưng mà Đức Phật không cho phép là bởi vì phải để cho nó đầy đủ nhân duyên. Anh hiểu ý đó không? Mà đầy đủ nhân duyên thì phải để cho những người này họ biết cái việc của họ, để cho họ bớt cái nghiệp của họ đi. Đấy, cái thời đó chứ không mấy bà này là mấy bà hoàng không á. Mà bà đi xuất gia rồi, ai chịu cho nổi. Nó nhỏ nhỏ thôi. Thứ ba, là cái người nữ đi xuất gia. Vậy thì cái người nữ đi xuất gia là ở đâu, mặc cái gì? Người nam còn nửa tháng tâm lần, người nữ thì nửa tháng tâm lần. Hiểu không? Rồi giờ phải chế giới chế sao? Rồi cái người nữ có ở một mình dưới gốc cây được không? Rồi gặp cái ông ba trợn nào rồi sao? Chuyện gì xảy ra? Rồi người nam ta mặc áo trịch vai bên phải, rồi người nữ thì sao? Trịch ra. Cho nên khổ ông Phật lắm chứ. Anh mà đóng vai Phật là nỉu liền à. Cho nên phải chế. Đức Phật phải chế dữ lắm. Mà Đức Phật ở gần mấy người nữ, cho nên tại sao không gọi là Đức Phật Thích Ca Mâu Tăng, gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghe chưa? An ủi cho mấy cô chưa? Mấy cô có tên trong danh hiệu Đức Phật luôn, ngày nào tôi phải niệm hết á. Vậy thì cái ở nè, cái mặt nè, với lại cái cuộc sống của người nữ, sức khỏe của người nữ khó hay không khó? Mà người nữ mà không cung kính người nam thì người nam có bảo bọc được không? Cho nên trong Bát Kinh Pháp lại không được ở xa chư tăng. Thì có chuyện gì la làng chứ ta còn qua ta cứu chết thôi. Ăn ở thì ghét, có chuyện gì sao ta cứu được. Ngày xưa cư sĩ đâu có là gần chư tăng chư ni. Mà giờ quý vị biết rồi đó, chư tăng chư ni mà ở đất nước mà ở Nam Truyền á, là quý vị cúng dường phải đứng từ xa ra. Cúng dường phải quỳ xuống, bỏ dép quỳ xuống rồi, chứ không phải cúng dường đưa gì đâu nha. Cho nên là mọi thứ nó đều có cái quy luật của nó. Rồi cái quy luật của nó còn có cái giai cấp này nữa nè. Cái này là xã hội, có nghĩa là xã hội trọng nam khinh nữ. Còn cái giai cấp nó ăn sâu vô lòng của mọi người. Cái xã hội là một, đỡ hơn cái giai cấp này nè, nó là 10 lần đó. Người nam đi tu mà còn bị vua chúa không cung kính giai cấp thấp nữa, mà nữ mà giai cấp thấp nữa thì vua sao lại được. Cho nên phải chế Bát Kinh Pháp để người nữ luôn khép mình vô, giàu rằng được cái quyền xuất gia. Nhưng mà người nữ, anh qua Thái Lan anh coi anh cũng thương đứt ruột nữa thôi. Người nữ ở bên Nam Truyền chỉ mặc cái y màu trắng thôi, chứ không có được đắp y màu vàng. Mà mặc y màu trắng mà ra đi khất thực, không có ai cúng hết trơn á. Thấy thương lắm bên Thái Lan á.
Tôi đi khất thực một vòng tôi rinh không nổi, mấy thằng nhỏ nó rinh tôi bỏ ra cho nó rinh á. Mà mấy cô đứng khất thực mình thấy mình thương luôn á. Vậy mà mình đi ngang qua quý cô quỳ xuống cúng dường cho mình. Quý cô ni bên Thái Lan là người tu sĩ không đó. Nhưng mà tu sĩ khổ hạnh dữ lắm. Nhưng mà tôi rất là kính cái hạnh của các vị. Vì sao vậy? Vì do người ta biết thân phận của mình cho nên người ta tu rất là mau chứng đắc. Ngày xưa mà nói về cái các vị mà chứng đắc bên chư ni nhiều lắm, nhưng mà ta ém là bớt, ta không dám nói ra nhiều. Cho nên bà Liên Hoa Sắc á, trước khi bà xuất gia bà làm kỹ nữ đó, nhưng mà khi xuất ra rồi bà là thần thông đệ nhất bên kia. Thấy ghê chưa? Ngài Mục Kiền Liên thì giai cấp Bà La Môn đúng không? Còn ngài Liên Hoa Sắc là giai cấp đó, cho nên người ta chứng đắc. Điều đó tôi nói nhỏ anh nghe thôi, nó lớn không được đâu. Từ cái chỗ này mà tôi trả lời với anh một câu giống dạc rằng là thời của Đức Phật, Đức Phật cũng phải ứng phó với cái thời điểm, với đối tượng, với giai cấp, với là cái tôn giáo Bà La Môn nữa, mới có thể dìu dắt được tăng đoàn, chứ không phải đơn giản mà tăng đoàn xuất gia tu học yên ổn đâu. Mà bảo vệ cho những người nam tu học là không muốn nổi rồi, mà còn những người nữ vô nữa. Mà Đức Phật đâu có đi cãi lộn với ai. Nó hãm hại Đức Phật thì Đức Phật chỉ ngồi một chỗ không đi khất thực luôn. Mấy bà này nhịn đói nổi không? Vậy ha, mình hiểu cho rõ nghe, chứ không phải là mình không hiểu rõ. Là mình có nhiều lúc á, bây giờ này ở bên Đài Loan á, là các cô ni á, là đã đảo dẹp trừ bát kính pháp. Nhưng mà chư Tôn Đức Tăng vẫn cứ nói thì muốn dẹp thì cứ dẹp, nếu các cô đã thấy mình đã đầy đủ rồi, các cô đã thông hiểu được những lời của Phật dạy rồi, cứ dẹp. Chúng tôi đâu có cần các vị phải cung kính. Nhưng mà đạo Phật vẫn là đạo Phật. Vì tổ Ca Diếp có nói với tổ A Nan rằng là cái điều gì nên bỏ và điều gì nên không. Ngài A Nan nói không biết. Thế thì tổ Ca Diếp mới nói là không bỏ bất cứ một điều gì, dầu điều đó là cái giới nhỏ nhất nhất cũng không được bỏ. Như vậy thì ai muốn bỏ cứ bỏ, còn đâu ép ai đâu. Giới lực chỉ là lời khuyên thôi. Vậy đi ha. Thôi thì bây giờ khuya rồi, thôi một câu thôi, mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thế nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. A Di Đà Phật, thầy cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hôm nay tối thứ bảy thì thấy quý vị rất là đông, nhưng mà vì nguyên một tuần mệt nhọc cho nên cũng trên đôi mắt cũng rất là nặng sát khí đằng đằng. Rồi thôi quý vị về ngủ ngon, sáng gặp lại, tối có ăn.